Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Tôi xin phép tự giới thiệu, tôi là Phương Thúy, là đại diện ban tư vấn đào tạo Smart Train. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến tất cả các anh chị và các bạn tham gia buổi học thử trực tuyến tối nay. Tôi cũng rất là vui mừng thông báo là hiện nay thì chúng ta có hơn 130 anh chị trong tổng số gần 250 anh chị đăng ký, và đa phần thì các anh chị đang công tác ở các bộ phận như là kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, tuân thủ hoặc là pháp chế. Điều này thì chứng tỏ là chủ đề học thử hôm nay của chúng ta thì thu hút được khá nhiều sự quan tâm của các anh chị. Thưa các anh chị, thì theo ý kiến của các chuyên gia tại một hội nghị về kiểm toán nội bộ do Bộ Tài chính, Hiệp hội Kiểm toán nội bộ Hoa Kỳ IAA và Smart Train tổ chức vào tháng 7 năm 2021, một trong những khó khăn phổ biến của giai đoạn đầu triển khai chức năng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp Việt Nam, đó chính là sự thiếu hụt nguồn nhân sự kiểm toán nội bộ có kỹ năng và kiến thức được đào tạo một cách bài bản. Và để hiểu rõ hơn và trải nghiệm một chuyên đề trong chương trình đào tạo kiểm toán nội bộ công chứng CAA, Smart Train, đối tác đào tạo CA được Hiệp hội IAA cấp quyền chính thức từ năm 2013, tổ chức buổi học thử CA với chủ đề Tính độc lập và khách quan của kiểm toán nội bộ, Independence and Objectivity of Internal Audit. Và chắc cũng không để các anh chị và các bạn chờ lâu, thì sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Nam Trung, là giảng viên Smart Train, sẽ chia sẻ trong buổi học thử trong chương trình CA tối nay. Thầy Trung hiện là một trong những giảng viên sở hữu nhiều chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế như CAA, ACCA, ACMA, CGMA, cũng như là bằng thạc sĩ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và trong hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc đa dạng trong các lĩnh vực về tài chính, kế toán và kiểm toán, thầy Trung cũng đảm nhiệm nhiều vị trí công việc quan trọng trong các tập đoàn, các tổng công ty. Vị trí gần đây nhất là thầy Trung đang giữ vai trò là trưởng kiểm toán nội bộ cho một công ty đa quốc gia tại Việt Nam. Hy vọng những kiến thức và kinh nghiệm thầy chia sẻ tối nay sẽ hữu ích cho các anh chị và các bạn tham dự. Trước khi vào nội dung chính của chương trình, thì để buổi học thử diễn ra tốt đẹp, tôi xin có một số lưu ý đối với các anh chị tham gia như sau. Lưu ý đầu tiên thì các anh chị đăng nhập đúng tên của mình trong phần đăng nhập để thuận tiện cho phần giao lưu và hỏi đáp. Nếu như mà một số anh chị chưa đăng nhập đúng tên mà không biết cách đăng nhập, thì các anh chị chỉ cần nhấn họ tên của mình vào cửa sổ chat thì ban hỗ trợ sự kiện sẽ giúp các anh chị đổi tên. Lưu ý thứ hai là khuyến khích các anh chị sử dụng tai nghe headphone để có chất lượng âm thanh tốt nhất. Lưu ý thứ ba, trong suốt quá trình giảng viên chia sẻ thì các anh chị vui lòng tắt micro ở phía góc bên trái dưới màn hình. Lưu ý cuối cùng thì trong quá trình mà giảng viên chia sẻ, nếu như mà các anh chị cần hỗ trợ thì các anh chị có thể gửi tin nhắn vào cửa sổ chat, ban hỗ trợ sự kiện sẽ hỗ trợ các anh chị. Và không để các anh chị chờ lâu, ngay sau đây tôi xin phép mời thầy Trung sẽ bắt đầu chia sẻ về buổi học thử CAA hôm nay với chủ đề Tính độc lập và khách quan của kiểm toán nội bộ. Xin mời thầy ạ. Vâng, xin chào, xin cảm ơn chị Thúy và cũng xin chào tất cả anh chị đã có tham dự buổi học thử ngày hôm nay. Thế thì trước hết thì cho Trung xin phép check mọi người là mọi người nghe Trung nói có quy động, mọi người có nghe được không, hay là đang bị bé hay là bị to ạ? Anh chị nào mà nghe rõ thì ấn có thể là comment số 1 vào ạ. Còn anh chị nào mà chưa rõ thì có thể là comment số 2, và có thể là nhờ các, hoặc là không nghe thấy gì có thể nhờ các anh chị, các bạn ở trung tâm Smart Train để hỗ trợ. Ok ha. Nghe rõ thầy. Dạ. Mọi người có phải nghe rất là rõ đúng không ạ? Vâng. Thì trước hết thì chắc là Trung xin gửi lời chào về đến tất cả các anh chị em đã dành thời gian tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay đúng không ạ? Mặc dù là Trung cũng biết là đây là cái giờ có thể là giờ mọi người đang dành thời gian bên gia đình và mọi người đang ăn tối đúng không ạ? Thì hôm nay thì để mọi người dành thời gian thì cũng rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian để tham dự cái buổi học thử này. Và bên cạnh đó thì Trung cũng xin phép gửi lời chúc sức khỏe đến anh chị, bởi vì là hiện nay thì chúng ta đang trong cái bối cảnh hơi đặc biệt đúng không ạ? Và rất mong là anh chị giữ sức khỏe để chúng ta có thể chiến đấu tiếp trong cái hoàn cảnh bình thường mới rất đặc biệt này. Và chắc là trước khi bắt đầu thì chắc là Trung cũng xin phép là có một số cái câu hỏi đúng không, để tìm hiểu anh chị một chút.
Trung thì chắc là mọi người cũng sẽ đã có những cái thông tin mọi người đọc về background, về profile của Trung rồi, đúng không? Về bằng cấp, về những cái kinh nghiệm làm việc thì chắc là Trung cũng sẽ xin phép là cũng không 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 giới thiệu thêm nữa, và thay vào đó thì Trung sẽ xin phép dành thời gian để tìm hiểu mọi người nhiều hơn. Thế thì Trung cũng xin phép là gửi cho anh chị em một cái đường link, thì anh chị em có thể là join giúp cái link này để mà có thể trả lời câu hỏi, một số câu hỏi rất là bắt đầu thôi, đúng không? Để xem là mọi người đang để biết là mọi người đang đang base ở đâu. Mọi người nhìn thấy link rồi đúng không ạ? Mọi người có thể là click vào cái link đó để trả lời câu hỏi, đúng không? Để Trung có thể biết được, đúng không? Và cũng tranh thủ hỏi hỏi mọi người thì Trung cũng giới thiệu luôn, đúng không? Để tiết kiệm thời gian thì Trung như mọi người nghe giọng thì Trung là người Hà Nội, đúng không? Tôi cũng base ở Hà Nội và bây giờ thì Hà Nội thì cũng là một trong những nơi khá là căng, đúng không? Nhưng mà tất nhiên là cũng rất là chia sẻ với các anh chị đang ở trong Hồ Chí Minh, thực sự là đang rất là khó khăn. Rồi chúng thấy là các anh chị em đến từ Hà Nội chiếm khoảng 1 phần 3 đúng không? Cái link bình chọn này thì nó hơi bị giới hạn một chút, nhưng anh chị nào mà không không có bình chọn được thì anh chị cũng có thể comment vào chat box giúp Trung coi là mọi người đang đến từ đâu ạ. Mọi người có thể là đánh đánh chữ A, chữ B, chữ C tương ứng với ba cái đáp án này được không ạ? Thì Trung cũng biết được xem là mọi người đang base ở đâu. Tại vì Trung cũng biết là đôi khi là tại vì Trung giọng Bắc ha, cho nên là có anh chị nào mà base ở miền Nam thì sẽ có thể là nghe nó sẽ hơi gặp khó khăn một chút, thì Trung xin phép là nó sẽ chậm hơn một chút đúng không, để anh chị có thể là nghe rõ hơn. Chứ còn bình thường mà Trung nói với các học viên ở Hà Nội và miền Bắc thì Trung sẽ nói nhanh hơn, tại vì là chúng ta đã, thì cái cách phát âm mọi người quen nghe rồi. Ok ha, và Trung cũng thấy là cũng có rất là welcome rất nhiều anh chị là đến từ miền Trung đúng không ạ. Rồi như vậy là chúng ta đều là đến từ mọi miền của Tổ quốc luôn ha. Đây cũng là một cái mà Trung cũng rất là thích khi mà đi làm kiểm toán nội bộ đúng không, là có cơ hội được đi rất nhiều miền Tổ quốc, được làm việc với đồng nghiệp đến từ không chỉ là trong quốc gia đúng không, từ miền Bắc, miền Nam, miền Trung đến nhiều nơi, gặp những con người mới và thậm chí là có những cơ hội gặp những người bạn ở nước ngoài nữa. Rồi như vậy là Trung cũng biết sơ qua mọi người về background ha, về về mọi người đang base ở đâu ha. Bây giờ thì Trung cũng sẽ xin hỏi cái câu tiếp theo. Câu này thì chắc là hơi nhiều đáp án một chút, thì Trung cũng muốn mọi người đợi xíu ha, thì bây giờ Trung sẽ activate cái câu hỏi này rồi. Thì mọi người vô lại cái link vừa rồi đúng không, cái link Phone Everywhere vừa rồi, thì mọi người có thể trả lời giúp Trung đúng không. Còn ai mà không vô được thì có thể là comment vào trong chat box để mà Trung biết xem là mọi người background như thế nào đúng không? Để Trung có thể biết được mọi người đang ở cái vị trí nào, để Trung sẽ có những cái điều chỉnh trong cái phần Trung chia sẻ để sao cho phù hợp với các anh chị em và các bạn đang tham dự cái buổi này. Thế thì trong lúc mọi người đang voting thì Trung cũng chia sẻ một chút về cái background của Trung. Thì Trung thì có kinh nghiệm làm ở cả Big Four và cả non Big Four, nghĩa là Trung có Trung rất được cái rất là special là Trung làm đủ bốn Big Four luôn ha, là đủ Deloitte, KPMG, Ernst & Young, PwC ở các cái vị trí khác nhau, ở các cái line khác nhau, và không chỉ là line audit, Trung cũng đã từng làm line ở line consulting. Xen giữa những cái lần làm Big Four thì Trung cũng move out ra industry và làm ở các cái doanh nghiệp, đúng không? Các tập đoàn lớn cả Việt Nam và cả nước ngoài, ở các cái vị trí là làm in-house. Thế thì các vị trí mà Trung kinh qua thì nó cũng khá là diversify, từ câu chuyện là kế toán, tài chính, kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro. Trung cũng làm kiểm toán nội bộ, làm pháp chế, nói chung là khá là đa dạng và thuộc về cái khối bách khá là nhiều. Mà tất nhiên là ở ở cái vai ở Big Four thì cũng đôi khi cũng sẽ phải đi làm sales đúng không? Cũng phải tư vấn và bán những cái gói dịch vụ, những cái sản phẩm ha. Rồi chúng thấy là mọi người cũng các anh chị em cũng đã vote rồi đây đúng không? Và mọi người cũng khá là diversify. Có những anh chị thì đã đi làm đúng không? Sorry ạ. Có những anh chị thì đã đi làm và có thậm chí là có những anh chị đang giữ vị trí rất là cao trong doanh nghiệp và lớn hơn
Ở đây thì chắc là có, thậm chí là có thể anh chị 15 20 năm kinh nghiệm ha. Và chung cũng thấy là có những anh chị ở vị trí quản lý, có những anh chị đã đi làm và có vị trí công việc khá là liên quan, nhưng mà bên cạnh đó thì có anh chị là chưa có kinh nghiệm, đã đi làm nhưng mà chưa có kinh nghiệm liên quan lắm đến lĩnh vực này, cũng như là một số anh chị thì là các bạn vẫn đang là sinh viên ha. Ok, như vậy là cái background của các anh chị và các bạn tham dự buổi hôm nay khá là diversify đúng không? Khá là đa dạng. Cho nên là Trung cũng sẽ xin phép là chia sẻ, nó sẽ có những cái phần thì nó sẽ giảm bớt cái tính kỹ thuật một chút đúng không? Để làm sao cho tất cả mọi người chúng ta cùng hiểu. Tất nhiên là cũng sẽ cố gắng là sẽ có những cái phần mà nó sẽ rất gắn với liền với cái thực tế khi mà chúng ta làm kiểm toán nội bộ đúng không? Để các anh chị đã đi làm rồi thì cũng có thể là liên hệ được với bản thân mình trong cái công việc của mình đang làm. Chắc là Trung xin phép sang cái câu tiếp theo ha. Cũng là nắm được cái tinh thần là mọi người khá là diversify đúng không? Ok, như vậy chúng ta thấy là cái đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng, hay là mọi người đã quan tâm rất lớn về cái câu chuyện kiểm toán nội bộ cũng như là cái chứng chỉ CIA. Trung đã activate câu tiếp theo để hỏi mọi người về mọi người đã biết về CIA hay là biết về cái nội dung học của part 1 chưa? Thì nếu mà mọi người đã biết rồi thì chắc là Trung sẽ không xin phép và không không nói sâu về cái phần này, còn nếu mà chưa thì Trung cũng sẽ nói qua một chút để mọi người có thể hiểu, bởi vì Trung cũng hiểu là mọi người có một cái sự quan tâm rất là lớn đối với cái nghề kiểm toán nội bộ cũng như là cái CIA. Thì bản thân Trung thì cũng là một một member của CIA, cho nên là khi mà nhìn thấy cái sự phát triển, sự quan tâm của mọi người về cái nghề này, Trung cảm thấy rất là happy, bởi vì thấy có rất nhiều người chia sẻ cái đam mê, cái interest giống như mình. Mình cũng rất là vui và rất là hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp nhau trong nhiều dịp nữa để chia sẻ cho nhau về những câu chuyện trong nghề, chia sẻ cho nhau về đam mê đúng không, về về cái một cái ngành rất là hay và rất là mới hiện nay của nền kinh tế chúng ta. Anh chị nào mà chưa vote được vào trong cái poll everywhere thì cũng có thể comment vào chat box để chung nắm tinh thần đúng không ạ? Rồi, như vậy là chúng cũng thấy là mọi người cũng đã có một số thì anh chị thì đã tìm hiểu về CIA, chưa chưa anh chị nào là đã tìm hiểu hết về CIA và nội dung học của part 1 đúng không? Và có rất nhiều anh chị thì đã tìm hiểu về CIA rồi nhưng chưa biết nội dung học về part 1, nhưng mà chúng thấy là đa số là các anh chị cũng chưa chưa tìm hiểu lắm về CIA đúng không? Thì chắc là lát nữa thì chúng cũng sẽ xin phép giới thiệu mọi người chút về về CIA, tại vì Trung nghĩ là nó là một cái chương trình rất là hay. Bản thân Trung cũng là người có CIA và đã được benefit nó rất là nhiều từ cái chương trình này, và cái việc tham gia dự những buổi như hôm nay thì Trung cũng rất muốn là sharing lại những cái mà Trung đã nhận được từ từ cái chương trình rất là tuyệt vời này để mọi người có thể tham khảo xem là liệu là mình có nên engage, mình có nên tham gia vào cái chương trình như vậy hay không, đúng không? Xin phép là Trung sẽ chuyển sang một cái câu mà nó hơi 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 technical một chút ha. Câu này thì chắc là những anh chị nào, những bạn nào mà chưa đi làm ha thì chắc là sẽ hơi khó trả lời câu này. Chia sẻ với mọi người thì Trung cũng mới có CIA cách đây khoảng chắc là hơn 1 năm thôi, khoảng 2 năm, hơn hơn 1 năm, bởi vì là vừa rồi là đến đến kỳ renewal rồi. Tự dưng giật mình, ok, mình cũng đã trải qua một cái chặng đường là có được cái chứng chỉ về về CIA này. Thì cái route của Trung chữ tech CIA thì nó hơi khác với mọi người một xíu. Đa phần thì mọi người người tech CIA thì theo cái route là thi cả 3 pass. Đúng không? Còn Trung thì thi theo cái route là ACCA CIA Challenge Exam, bởi vì là bên cạnh cái các cái chứng chỉ thì Trung cũng có cái chứng chỉ ACCA và có một cái cơ hội conversion thẳng từ ACCA sang sang CIA. Rồi Trung có vừa mới activate một cái câu hỏi mới á, thì cái câu hỏi này chắc là nhờ mọi người người gõ. Cái câu hỏi này thì không có đáp án ha. Mọi người chắc là câu hỏi này gì dành cho anh chị mà đã có nghiệm đi làm rồi. Và tất nhiên là những anh chị mà chưa đi làm thì cũng có thể là thử thử đoán xem là theo theo cái kinh nghiệm từ bản thân hoặc theo mình đoán của mình thì cái thách thức lớn nhất của cái người làm nghề kiểm toán nội bộ phải đối mặt khi mà làm việc là gì. Thì các anh chị có thể là gõ vào trong cái chatbox hoặc là có thể là gõ vào trong cái poll everywhere cũng được để chúng biết xem là mọi người những người mà đây câu này thì chắc dành đặc biệt cho những người mà đã làm rồi hoặc những người mà
mà đã từng làm đúng không, thì hoặc là biết những người đã làm thì cái thách thức nó là cái gì. Thì Trung cũng trong lúc chờ thì Trung cũng nói về cái câu chuyện là Trung thi theo challenge exam. Thì challenge exam của ACC sang CIA thì nó thi theo cái cách là thi cả ba part một lúc, nghĩa là mọi người bình thường là thi tách ra ba part thì Trung sẽ phải thi combine cả ba part, nhưng tất nhiên là cái thời gian thì nó sẽ condense hơn, nó sẽ cô đọng hơn, và cái số câu hỏi nó cũng sẽ cô đọng hơn, nó cũng không không nhiều đến mấy vài trăm câu nhưng mà cũng đến 150 câu. Và thực sự nó là một cái challenge, một cái thách thức rất là lớn. Và khi mà Trung pass được thì Trung thấy cảm thấy là nó thực sự là chút đi đi gánh nặng trong cuộc đời mà thi các cái chứng chỉ, thì có lẽ đây là một trong những chứng chỉ mà Trung thấy là thực sự là challenge, thực sự rất là áp lực. Tuy nhiên là đến lúc mà có cái qualification này thì có rất nhiều cái opportunity, rất nhiều các cái job offer đến từ các công ty, cả Big Four, cả cả các công ty industry. Rồi Trung thấy là các anh chị cũng nói rất là nhiều đúng không, về cái câu chuyện về cái sự nghiệp vụ này, các phòng ban e sợ này, những cái nhận thức của các ban lãnh đạo chưa biết này, rồi là chống đối này đúng không, động chạm đến quyền lợi, ok cái này cũng là một cái này đúng không, tính độc lập nghề nghiệp đúng không, giữ bản thân độc lập việc, áp lực vân vân đúng không. Chúng ta sẽ thấy là sẽ có rất nhiều câu trả lời khác nhau đúng không, liên quan đến cái thách thức đúng không. Từ kinh nghiệm bản thân thì chúng cũng thấy là đây là cái nghề nó rất là special đúng không, chúng ta có rất nhiều thách thức đúng không, nhưng mà cái thách thức đấy nó cũng đệ đi kèm lại, nó mang lại rất nhiều cái cơ hội cho chúng ta, rất nhiều các cái cơ hội cho chúng ta. Ví dụ như là mọi người cảm thấy có thể là có những cái áp lực, những cái thách thức, ví dụ như là chúng ta chưa hiểu sâu về bộ phận phòng ban đúng không, chúng ta chưa hiểu sâu về cái đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp đúng không, đặc thù của từng cái thời gian đúng không, và đặc thù của các cái bộ phận khác nhau. Nhưng mà ngược lại thì đây là cũng là một cái cơ hội rất là lớn để mà chúng ta gì ạ, cải thiện bản thân đúng không, để chúng ta hiểu hơn, chúng ta nắm bắt hơn những cái câu chuyện về doanh nghiệp đúng không. Cho nên là đôi khi thì có những cái doanh nghiệp họ coi cái những cái vị trí làm internal audit, làm kiểm toán nội bộ nó như có một cái gọi là management training ground, nghĩa là cái mà diện một cái sân đào tạo ra những người để làm những cái vị trí lãnh đạo cấp cao. Nên rất nhiều người là từ cái, mọi người có thể thấy là có những người là từ vai vai từ làm từ internal audit, và sau đấy họ move up lên những cái career path khác nữa đúng không. Rồi và còn rất nhiều khác ấy nữa đúng không, nhưng mà ở với cái câu chuyện của Việt Nam đúng không, thì một trong những cái topic mà có lẽ là các anh chị cũng đã nói đến ở đây rồi, đó là ví dụ như là khi mà doanh nghiệp nhỏ thì khi chưa có sự phân vai rất là rõ ràng giữa ban điều hành và hội đồng quản trị, cũng không có sự cái phân biệt rõ ràng giữa kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ đúng không. Thế thì một trong những cái đặc tính của kiểm toán nội bộ đó là cái tính độc lập và cái tính khách quan đúng không, cái tính độc lập và cái tính khách quan này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ. Và nếu như đúng không, cái hoạt động của kiểm toán nội bộ của chúng ta không đảm bảo những cái yếu tố này thì chắc chắn là đúng không, thì cái sự hiệu quả của hoạt động kiểm toán nội bộ cũng ra sẽ gặp phải vấn đề đúng không. Thì anh chị nào mà làm ở các doanh nghiệp công ty gia đình chẳng hạn đúng không, mọi người sẽ thấy là nó cũng có những cái đặc thù riêng đúng không. Khi mà mình làm kiểm toán nội bộ, mình expect là mình rất là độc lập, rất là khách quan, nhưng mà sau một hồi đúng không thì gặp những cái sức ép thì có thể là chúng ta lại thấy là gì? Có những cái khó khăn nhất định khi mà chúng ta phải đứng đầu công việc này đúng không. Thì đấy cũng là một lý do mà tại sao Trung cũng chọn cái topic này để chia sẻ cho anh chị. Bởi thực ra thì topic của CIA thì nó rất là nhiều đúng không, nhưng mà nói chung cũng muốn chọn một cái topic nó rất là quay về cái tính cơ bản nhất của kiểm toán nội bộ, đó là hai cái tính độc lập và tính khách quan. Rất nhiều câu chuyện sau này chúng ta đọc về chuẩn mực, đọc về những cái câu chuyện làm nghề đúng không, thì rất nhiều khi nó quay lại lại cái câu chuyện là hai cái tính chất rất cơ bản của kiểm toán nội bộ này, kể cả những câu chuyện như là hợp không hợp tác, che giấu công tin đúng không, cũng chính là cái câu chuyện quay trở lại câu chuyện là tính độc lập và tính khách quan. Thì lát nữa chúng ta sẽ đi vào cái phần học thử, chắc chắn là những anh chị và các bạn sẽ thấy rõ hơn đúng không, là từ cái câu chuyện chỉ có tính độc lập và tính khách quan, nó có tính ứng dụng đúng không, nó sẽ rất là rõ ràng trong cái câu chuyện chúng ta làm kiểm toán nội bộ. Thế thì chắc là Trung sẽ chia sẻ với mọi người một chút đúng không, về cái
Lúc nãy thì Trung có hỏi mọi người là anh chị em đã biết gì về CIA cũng như là đã biết gì về về cái part one này đúng không? Thì Trung cũng xin phép là dành một xíu thời gian để mà nói qua cho các anh chị mà chưa dành thời gian tìm hiểu lắm đúng không? Về cái chứng chỉ này cũng như là cái part one này đúng không? Cái phần đầu tiên của cái chương trình học này. Thế thì firstly thì Trung phải nói là CIA là một cái chứng chỉ mà nó được certify globally, nghĩa là nó được công nhận trên toàn cầu. Đây là một và chúng ta có hơn 160.000 thành viên. Và đây là gần như là cái chứng chỉ duy nhất được công nhận trên trên toàn cầu. Xin phép các anh chị nào mà đang đang vẽ thì có thể là dừng vẽ được không ạ? Thì nó sẽ impact đến cái slide bên hỗ trợ có thể xin phép là khóa cái quyền quyền vẽ của các cái participant được không ạ? Để tránh cái việc ảnh hưởng vào cái bài ở đây ạ. Nhờ ban tổ chức là khóa cái quyền annotate lại của các anh chị tham dự thì để tránh cái việc là chúng ta sẽ làm impact đến cái chất lượng của cái slide. Rồi quay lại cái câu chuyện chúng đang nói ở đây thì nó là cái chứng chỉ được globalize, recognize đúng không? Trên toàn cầu. Chính vì thế cho nên là mọi anh chị mà nếu như mà đã từng hoặc là đã có thử apply vào cái vị trí làm intern audit ở các cái tập đoàn nước ngoài, công ty nước ngoài đúng không ạ? Nhưng kinh nghiệm bản thân Trung mà khi mà Trung apply vào cái vị trí được về CAE, nó Chief Audit Executive, nghĩa trưởng kiểm toán nội bộ của một cái tập đoàn nước ngoài, thì sau khi phỏng vấn rất nhiều về cái experience là đã từng làm intern audit chưa, thì họ cũng comment lại câu hỏi là ok, mày có rất nhiều các cái qualification nhưng mà mày có CIA chưa, đúng không ạ? Anh đã có CIA chưa? Và khi mà cái lúc mà Trung phỏng vấn cái vòng đầu tiên đúng không, Trung bảo là chưa có nhưng mà tôi đang chuẩn bị thi, thì đến lúc mà phỏng vấn đến cái phòng thứ thứ tư thứ năm, mọi người biết là thi phỏng vấn ở global group thì thường nó qua rất nhiều vòng đúng không ạ, không chỉ là ở local là phỏng vấn với HR, phỏng vấn với CEO, mà cái phỏng vấn qua những cái regional chief audit executive ở vùng, rồi là ở châu lục đúng không, thì cho nên là nó phải qua rất nhiều vòng, và đến đến những cái vòng cuối cùng thì mà Trung bảo là Trung ok tao vừa thi xong rồi, bây giờ có kết quả rồi, đây show exam result, thì họ rất là gật gù và họ rất là appreciate, và ngay lập tức là họ đưa ra một cái offer, bởi vì mọi người thấy nó là một cái chứng chỉ được global con này, cho nên là tất cả mọi người đều 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 hỏi cái câu hỏi đấy đúng không. Nếu mà mọi người hỏi là có chứng chỉ gì về về professional accounting đúng không, ví dụ thì có thể là nảy trong đầu đến có thể là ACCA, có thể là ICAW, có thể là CPA đúng không, nhưng mà khi mà hỏi về chứng chỉ nào về internal audit thì gần như đúng không 99% họ sẽ chọn những người mà trong nghề, họ sẽ bảo là ok only CIA thôi đúng không, cho nên đây là một cái chứng chỉ mà globally cái con này đúng không, cho nên là cái cơ hội mà cái chứng chỉ này mang lại cho các anh chị em thì không chỉ là trong nước đúng không? Trong nước thì tất nhiên là mọi người thấy là cái nghị định 05 đúng không, nó có hiệu lực thì nó mang lại cơ hội rất là lớn rồi, thì không nói nữa, nhưng mà nó còn cơ hội còn nhiều hơn nữa nếu như anh chị em nào mà có muốn có những cái international experience đúng không, thì thực sự đây là một cái hết sức là value added cho cái sự nghiệp của anh chị. Có rất nhiều người Trung biết trong cái professional experience của Trung đi làm, có rất nhiều anh chị có kinh nghiệm rất là nhiều, 15 20 năm thậm chí 25 năm, nhưng mà đôi khi là họ bị stuck ở một cái chỗ là không không move up được, bởi vì là nhiều khi là có những cái nơi mà họ có những cái tiêu chuẩn rất là cứng, họ cần những cái professional qualification như cái CIA này để mà move up to the next level đúng không? Thì khi mà chúng ta kinh nghiệm chúng ta đã đủ rồi và chúng ta có thêm cái bằng cấp này, thì hai cái cộng hưởng với nhau thì chắc chắn là nó sẽ tạo ra những cơ hội nghề nghiệp rất là lớn, với vị trí lương và thu nhập rất là tốt cho anh chị đúng không? Và tất nhiên là cái câu chuyện nghề nghiệp, ngoài câu chuyện nghề nghiệp ra đúng không, thì khi mà chúng ta để cái câu chuyện là CIA cho tên đúng không, thì rất nhiều người sẽ trust chúng ta đúng không, sẽ có cái sự tin cậy đúng không, dù là khách hàng đấy là bên trong hay là bên ngoài doanh nghiệp. Và bản thân chúng ta khi mà học qua một cái chương trình CIA thì mọi người sẽ cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Bản thân Trung là người là làm intern audit rồi Trung mới đi lại đi học CIA, chứ không phải là học CIA trước rồi mới mà đi làm intern audit, Trung là làm intern audit trước rồi.
Và thực sự là sau khi mà chúng học xong thì chúng cảm thấy là cái kiến thức, những cái mà mình làm ngày xưa á, thì bắt đầu mình đã understand, hiểu hơn là tại sao ngày xưa mình làm như vậy. Cái kiến thức mình cũng rộng hơn và mình cảm thấy là tự tin hơn rất là nhiều khi mà mình đi đi nói chuyện với các bên liên quan, đặc biệt là khi mình nói chuyện với các lãnh đạo cấp cao, đúng không? Một trong những cái thách thức của chúng ta là chúng ta phải nói chuyện với ban điều hành, với hội đồng quản trị, đúng không? Thì khi mà chúng ta tự tin hơn, chúng ta có cái cơ sở rất là vững chắc, khi mà chúng ta được củng cố bởi những cái chứng chỉ như cái CIA này, thì chúng ta nói nó rất là có trọng lượng với ban điều hành hay là bạn hay là hội đồng quản trị. Rồi một số các cái yêu cầu về về chương trình này chắc là chúng không nói, thì mọi người có thể tìm hiểu thêm. Cái chương trình này nó có 3 part, nghĩa là mọi người muốn có cái danh vị là CIA sau tên thì mọi người phải trải qua một cái exam. Tất nhiên là ngoài cái đáp ứng yêu cầu của experience, đúng không? Thì mọi người sẽ phải trải qua 3 part exam. 3 part exam này thì mọi người có thể là thi cái part nào trước cũng được, as long là chúng ta đủ hoàn thành đủ 3 part đó, đúng không? Và cái dạng câu hỏi thì mọi người sẽ thấy là nó là multiple choice, và cái thời gian thi thì nó sẽ dao động đâu đấy từ 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi, đúng không? Và có một cái rất là đặc biệt của cái thi CIA này là mọi người thấy là gì? Để mà pass ấy, thì cái score của chúng ta là phải phải trên 600, trên cái thang tối đa là 750. Nghĩa là convert sang thì nó đâu đấy cái tỷ lệ số câu đúng của mọi người người, người tích ấy, thì nó cái đâu đấy phải đạt là 75 đến 80% câu đúng. Thì nó sẽ rất là khác so với các cái professional qualification khác, khi mà cái pass mark nó chỉ 50 hay là 55% thôi, đúng không? Thì cái chứng chỉ này có cái độ khó của nó khi mà chọn đối với cái pass mark nó sẽ là lên đến 75 80%. Đây cũng là một cái rất là challenge, nhưng cái gì cũng có thách thức thì nó sẽ có cơ hội, đúng không? Thì sẽ không nhiều người đạt được cái này, và khi mà đạt được thì nó sẽ là một cái ranh giới, một cái separate rất là rõ với người có và người không có. Tất nhiên là mọi người có thể đọc thêm những cái nghiên cứu của IIA, đúng không? Những cái survey của IIA nó chỉ ra rằng là những người có CIA và không có CIA thì cái mức lương nó chênh nhau như thế nào, đúng không? Thì càng ở cái level càng cao là manager hay director thì mọi người thấy là cái mức mức chênh lệch lương giữa người có và không có nó sẽ rất là lớn. Rồi thì đây là một số các cái nội dung mà chúng ta sẽ học, đúng không? Thì về cơ bản là CIA nó sẽ chia của chúng ta thành ba cái phần chính. Đúng không? Phần thứ nhất là chúng ta học về những cái kiến thức rất là cơ bản về về kiểm toán nội bộ, đúng không? Phần thứ hai là chúng ta học về practice of internal audit, là những cái câu chuyện trong cái việc làm kiểm toán nội bộ, đúng không? Bao gồm là chúng ta lên kế hoạch một cuộc kiểm toán, chúng ta làm cái cuộc kiểm toán đấy ra là sao, rồi chúng ta báo cáo kết quả cũng như là quản lý các hoạt động của kiểm toán nội bộ, đúng không? Còn còn phần 1 thì chúng ta chỉ học rất là những cái rất là cơ bản. Ví dụ như cái phần hôm nay chúng ta học là cái về cái tính độc lập và tính khách quan, đúng không? Phần thứ ba thì đây là một cái phần nó cũng rất là đặc biệt, đúng không? Là nó yêu cầu chúng ta sẽ phải học về business knowledge, đúng không? Học về kiến thức về doanh nghiệp. Đây là một cái mà chúng đánh giá rất là cao CIA. Nó rất là sát so với, đúng với cái yêu cầu thực tế của thị trường về cái nghề kiểm toán nội bộ, đúng không? Chúng ta làm kiểm toán nội bộ không chỉ là chúng ta giỏi nắm vững những cái kỹ thuật về kiểm toán, đúng không? Mà chúng ta còn phải hiểu biết về về business, về doanh nghiệp nữa, đúng không? Thì chúng ta những cái mà chúng ta đưa ra khuyến nghị rồi như chúng ta những cái review, những cái xác những ý kiến của chúng ta nó phục vụ cho mục tiêu của doanh nghiệp. Ngày xưa khi mà Trung làm kiểm toán độc lập, mà khi mà làm kiểm toán độc lập ạ, thì mỗi lần mà viết thư khuyến nghị cho khách hàng ạ, thì có sẽ có những cái lần mà Trung thấy là khách hàng cũng không 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 appreciate lắm, thì họ cũng cầm hơi cho họ bỏ đi, họ thấy họ cũng không 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 dùng, năm sau những cái đấy họ chẳng làm gì cả. Thì chị Trung cũng thấy hơi tức. Thì đến lúc mà tìm hiểu ra, nghĩa là lúc sau này làm một số khách hàng nữa rồi, cũng như là đã từng làm ở trong nội bộ doanh nghiệp, thì chúng thấy à, té ra là do là những cái ngày xưa mình đưa ra những khuyến nghị đấy, nhưng mà thực sự là mình cũng chưa chưa nắm rõ lắm về đặc thù doanh nghiệp để mình đưa ra những cái khuyến nghị như vậy. Nhiều cái nó mang tính lý thuyết, đúng không? Nó không không đi vào thực tế. Thế thì cái nghề kiểm toán nội bộ này, khi mà chúng ta có kiến thức về về business, đúng không, thì chúng ta sẽ nói cùng với ngôn ngữ, chúng ta không không nói khác ngôn ngữ với ban điều hành hay là hội đồng quản trị, đúng không? Chúng ta không nói cái ngôn ngữ kiểm toán của chúng ta nói cái ngôn ngữ giống như họ, chúng ta cũng hiểu về vấn đề về business như họ, đúng không? Thì lúc đấy thì cái những cái công việc chúng ta làm nó sẽ mang lại giá trị hơn rất là nhiều. Rồi thế thì đấy là sự là cơ bản về cái chương trình CIA, đúng không? Mọi người sẽ thấy là nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái là một cái chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu, đúng không? Và những cái lợi ích
nó mang lại rất là lớn về mặt nghề nghiệp, về mặt chuyên môn, đúng không? Tất nhiên là còn chưa nói đến cái chuyện là mọi người được tham gia vào một cái mạng lưới, một cái networking của những người là CIA member, đúng không? Kết nối với nhau, được chia sẻ với nhau về những cái câu chuyện trong nghề, trong ngành, đúng không? Chung thì Chung rất thích tham gia những hội nghề nghiệp như thế, không biết mọi người như thế nào, nhưng mà Chung thì nhiều khi là Chung cái mà Chung thấy rất là thích sau khi mà có những cái qualification, đó là Chung được join được những cái professional network ACCA hay là CIMA hay là CIA, thì Chung cảm thấy rất là happy, bởi vì là đây là những cái mà mình thấy rất là thích, rất là đam mê. Thì khi mà được nói chuyện với những người mà cùng cái ý thích, cái đam mê, mình cảm thấy là mình yêu nghề hơn. Bởi vì thực tế là nhiều lúc làm cũng sẽ có lúc là mình cảm thấy là đâu đó là mình cảm thấy là unhappy, đúng không? Bởi vì họ background khác mình, họ cái mối quan tâm của họ khác mình, đúng không? Nhưng mà khi được nói với những người mà cùng background rồi, họ cùng với mối quan tâm như mình, thì cảm thấy rất là happy. Nên là những cái chủ đề mà Chung được nói về những cái này, Chung cũng cảm thấy rất là excited để chia sẻ với mọi người. Rồi, liên quan đến cái part 1, đúng không? Thì mọi người biết thì nó là một trong cái ba part rồi. Thì cái tiêu chuẩn part thì Chung cũng nói rồi, Chung chỉ nói thêm về cái pass rate, nó đâu đấy nó khoảng 40, đúng không? Thì mọi người thấy là nó cũng không phải là dễ dàng đâu, đúng không? Để mà đạt được thi pass được một pass thôi, nó cũng 10 người mới chỉ được 4 người thôi, đúng không? Thì nếu mà chúng ta thực sự là muốn có CIA thì chúng ta cũng sẽ phải đổ mồ hôi dưới nước mắt vào đây, chứ không phải là chúng ta có thể có nó một cách easy, đúng không? Bản thân Chung là lúc mà Chung học challenge exam cũng rất là vất vả, đúng không? Cũng phải dành tương đối thời gian để mỗi ngày phải đâu đấy 2 3 tiếng nếu như là đi làm, đúng không? Còn nếu mà không là không đi làm thì cũng phải dành đến thời gian 7 8 tiếng để ngồi học, để mà hấp thụ được những kiến thức đó và đủ khả năng đi thi. Thế thì cái phần part 1 này thì nó học về những cái vấn đề rất là cơ bản của internal audit, đúng không? Ví dụ như foundation of internal audit là chúng ta học về những cái khái niệm về internal audit là gì, đúng không? Rồi là những cái câu chuyện của những cái hoạt động của internal audit của kiểm toán nội bộ, nó sẽ được hướng dẫn bởi những cái quy định, những cái chuẩn mực nào, đúng không? Và trong những cái phần sau thì chúng ta học sâu hơn về những cái quy định, những cái chuẩn mực, quy định về những cái topic cụ thể. Ví dụ như là independent objectivity là cái topic mà chúng ta học ở đây, đúng không? Rồi là có những cái chuẩn mực về cái tính cẩn trọng nghề nghiệp, rồi là về QAIP là về đảm bảo chất lượng, đúng không? Trả lời câu hỏi là ai kiểm toán nội bộ, đúng không? Nhiều khi đi làm kiểm toán nội bộ rất hay được mọi người hỏi cái câu là ok, anh đi làm kiểm toán nội bộ thì ai kiểm toán lại anh, đúng không? Rồi fraud risk, rủi ro gian lận, hoặc là governance, risk management and control, đúng không? Là về quản trị, về quản lý rủi ro và kiểm soát, thì đó là những cái topic rất là hay để mọi người có một cái big picture về cái nghề kiểm toán nội bộ, đúng không? Rồi những cái nội dung chi tiết thì chắc là chúng sẽ không không đi quá sâu, mọi người có thể là download cái syllabus và mọi người đọc thêm, đúng không? Và mọi người sẽ thấy là trong cái syllabus nó có cái phần là gì ạ? Nó sẽ có cái cognitive level, nghĩa là cái test level của từng cái topic một, nó sẽ ở cái mức nào, nó sẽ ở cái mức thông thạo hay là cái mức cơ bản, đúng không? Nó proficient hay là basic, đúng không? Thì nếu mà ai mà học cái môn này thì mình sẽ thấy là cái question nó sẽ design có những câu là basic, thì nó sẽ hỏi những cái nó rất là gì ạ? Cơ bản, thường là nó hỏi theo một cái tính chất là gì ạ? Understanding những cái khái niệm rất là cơ bản, rồi là những cái definition, nghĩa là những cái mà thường là chúng ta chỉ ghi nhớ và chúng ta ứng dụng một cách rất là cơ bản thôi, đúng không? Ví dụ như câu này, đúng không? Nó hỏi về cái triết lý khi mà chúng ta sử dụng cái workshop approach liên quan đến cái control sales assessment, đánh giá về kiểm soát, đúng không? Đối với cái proficiency level nó lại khác hơn một chút, đúng không? Cái proficiency level thì mọi người sẽ thấy là proficiency level thì nó sẽ ở level nó sâu hơn, nó không hỏi định nghĩa nữa, đúng không? Nó sẽ yêu cầu chúng ta ứng dụng rất là sâu cái lý thuyết mà chúng ta học vào trong một cái tình huống cụ thể, đúng không? Đây, ví dụ như là chúng ta đều học về cái tính khách quan của kiểm toán viên, thế thì cái trường hợp nào sau đây thì sẽ vi phạm về về cái tính khách quan, đúng không? Nó sẽ ứng dụng rất là cụ thể. Người thật việc thật đi là cái trong cái tình huống này thì cái trường hợp nào là vi phạm, đúng không? Thì mọi người để thấy là cái testing của CIA thì đúng không? Nó sẽ theo những cái level khác nhau, đúng không? Có level
từ basic đến cái level mang tính cao hơn, đúng không ạ? Và cái phần 1 này thì nó mainly là nó sẽ hỏi chúng ta về cái bộ chuẩn mực của kiểm toán nội bộ rất là nhiều. Thì lát nữa thì chúng sẽ nói sâu hơn về cái bộ bộ chuẩn mực này. Rồi, đây là một số cái tài liệu tham khảo, thì Trung có highlight một số cái tài liệu, thì đây là thường là Trung sẽ áp dụng cho những anh chị mà đang học chương trình Part 1 để mà đưa ra lời khuyên khi mà đi thi học, đúng không? Những cái gì cần lưu ý, một số cái tài liệu nào cần đọc. Thế thì cái phần Part 1 này thì nó là cái phần mà câu hỏi thì nó khá là straightforward, nó khá là thẳng, đúng không? Nó không có gì bắt mẻo lắm. Nó sẽ ít tính toán bởi vì nó không có cái phần kế toán để mà tính toán vào đây. Thế thì cái phần này thì được đánh giá là nó tương đối dễ nếu đối với những ai mà đã có kinh nghiệm thực tế làm intern audit, hoặc là mọi người đã có cái kinh nghiệm thi cử trong những cái kỳ thi chuyên nghiệp professional exam, nghĩa là mọi người đã từng thi CPA hay là thi ACCA, thì mọi người sẽ cảm thấy là nó tương đối là dễ, bởi vì là những cái câu hỏi, những cái dạng câu hỏi mọi người sẽ thấy nó rất là quen, những cái tip, những cái mẹo, những cái trap, những cái bẫy nó răng ra thì nó rất là quen thuộc, đúng không? Ví dụ như là đang hỏi các câu nào đúng, tự dưng nó hỏi các câu nào là sau này là sai chẳng hạn, thì ai đó mà không quen thi professional exam thì rất hay bị lừa những cái chỗ như thế này, đúng không? Và tất nhiên là những người mà làm intern đó đi rồi thì rất là hay là mọi người có thể ứng dụng những cái kinh nghiệm, những cái thực tế mình làm vào đây để trả lời hỏi nhiều những câu là nhiều khi là mình cũng có thể là mình quên mất cái lý thuyết đi, nhưng mà mình thi thì mình vẫn làm được, đúng. Ví dụ như là trong công tác kiểm toán nội bộ mình thường là không được phép tham gia làm những cái công tác vận hành, đúng không? Mình không được bởi vì nó ảnh hưởng đến cái tính độc lập và tính khách quan, đúng không? Thì tự dưng là trong đấy có một câu nó bảo là gì? Là cái hoạt động nào, cái vai trò nào của kiểm toán nội bộ là không được phép, ví dụ như là tham gia vào cái đội phát triển sản phẩm chẳng hạn, đúng không? Thì ngay lập tức là chúng ta liên hệ từ thực tế là chúng ta phải chọn ngay lập tức được, đúng không? Đó, cho nên là Trung thường là khuyên mọi người là nếu như mọi người đã quyết định là start là CIA, đúng không? Thì mọi người, một trong những cái part của mọi người nên học đầu tiên đó là cái part one, bởi vì là nó tương đối là dễ so với hai hai cái part khác, bởi vì nếu như chúng ta có kinh nghiệm rồi cũng như là chúng ta đã từng thi professional exam rồi, và bản thân cái phần này nó cũng là dạng kiến thức rất là cơ bản, đúng không? Nó không như những cái phần 2 và phần 3 nó yêu cầu là chúng ta sẽ phải có những cái hiểu biết sâu hơn. Thì Trung nghĩ là mọi người nếu mà lựa chọn thi CIA và lựa chọn là chọn một cái path nào đấy để học thi, thì Trung nên recommend mọi người là chọn cái path one đầu tiên. Đó, thì đấy là một số cái câu hỏi giới thiệu với mọi người về về cái part 1, đúng không? Rồi chắc là bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo là cái phần nội dung học ngày hôm nay đi. Ok, lộ trình học mất bao lâu? Thường là một part thì mọi người sẽ trung bình từ 3 đến đến 6 tháng, nhưng mà tất nhiên cũng Trung cũng chứng kiến có những trường hợp là mọi người bận ấy. Thực ra nếu mà mọi người commit, Trung thấy là thường là 3 đến 6 tháng là mọi người sẽ xong được một part. Như vậy là ba part thì mọi người sẽ lâu đâu đợi đâu đấy là mọi người từ 9 tháng đến đến 1 năm rưỡi, nhưng mà tất nhiên nó sẽ tùy thuộc rất lớn vào cái sự commit của mọi người đối với cái chương trình học này. Rất nhiều người trường hợp ấy Trung thấy là ok, mọi người không được commit lắm, nghĩa là lúc mới bắt đầu thì mọi người rất là hào hứng, nhưng mà sau một thời gian thì mọi người lại bị hạ cái nhiệt tình, và cho đấy là rất nhiều người là không 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 thể nào mà compete cái kỳ thi này được. Rồi, thế thì chúng ta sẽ đến cái phần học thử ngày hôm nay, đúng không? Topic của chúng ta là independence and objectivity. Đó, từ cái tiếng Việt thì chúng ta hay hiểu là tính độc lập và tính khách quan của kiểm toán nội bộ, đúng không? Thì chắc là để thay đổi không khí một chút nha. Trung cũng sẽ mời mọi người tham dự xem một cái đoạn phim liên quan đến internal audit để chúng ta kickstart, đúng không? Lại từ đầu. Cái phần bộ phim này thì là bộ phim trong cái bộ phim The Banker, hay là tiếng Việt mình hay dịch là The Auditor. Mời mọi người xem lại đoạn phim ạ. Nhân vật chính của chúng ta là trưởng kiểm toán nội bộ đây. Tôi cần kiểm tra hoạt động của chi nhánh Sermin, và tôi yêu cầu sự hỗ trợ từ tổ của các anh. Xin lỗi anh,
Nhưng mà ở đây chúng tôi có rất nhiều việc phải làm, nên không còn nguồn lực hỗ trợ anh nữa. Sao chứ? Nhưng tôi thấy việc gửi nhân viên hỗ trợ anh quá nhiều, chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thậm chí một số nhân viên còn vắng mặt. Anh cũng thấy đây là công việc không có trong hợp đồng, cho nên chúng tôi cũng rất tiếc không thể giúp được nữa. Vâng, đấy là cái tình huống của chúng ta đúng không? Trong phim thì mọi người sẽ thấy trưởng kiểm toán nội bộ yêu cầu cái anh trong đấy là anh trưởng bộ phận điều tra hỗ trợ nguồn nhân lực. Mọi người biết là kiểm toán nội bộ thì cái nguồn lực họ sẽ không được lớn lắm đúng không? Ở đây là bối cảnh cái phim The Banker này là một cái ngân hàng rất là to đúng không? Và kiểm tra thì rõ ràng là tôi cần phải có một số lượng rất lớn nhân sự để kiểm tra, nhưng mà khi mà yêu cầu sự trợ giúp từ một cái bộ phận có thể là đóng cái vai là bộ phận điều tra giống như là cái bộ phận kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp anh chị làm đúng không, thì bị từ chối bởi vì chúng tôi rất là bận đúng không. Thế thì chung ở đây có một câu hỏi đặt ra cho các anh chị và các bạn là nếu như anh chị là trưởng kiểm toán trong cái tình huống này thì các anh chị sẽ xử lý nó như thế nào. Mọi người có thể comment và chat box giúp chung xem là nếu như mọi người là trưởng kiểm toán đúng không, là cái anh đầu bạc trong cái phim này thì mọi người sẽ xử lý như thế nào được không ạ? Khi mà tôi cần nguồn lực nhưng mà lại bị từ chối mất rồi, bây giờ phải làm như nào bây giờ? Hay là thôi chúng ta không làm kiểm toán nữa, hoặc là chúng ta thay đổi cái phạm vi, thay vì ngày xưa chúng ta phạm vi rất là rộng thì bây giờ chúng ta làm cái phạm vi bé hơn, hoặc là thay vì cái việc là chúng ta làm nó rất là nhiều thì chúng ta làm ít đi đúng không? Rồi rất nhiều anh chị trả lời là báo cáo cấp trên đúng không, cần lập kế hoạch nguồn lực từ đầu, rồi báo cáo lên cấp cao hơn. Bây giờ tình huống rồi nha, bây giờ là chúng ta trong cái tình huống là chúng ta cần, có thể đây là một cái vụ kiểm toán đột xuất đi đúng không, chúng ta đang cần rất là gấp đúng không, mà chúng ta chưa kịp lên kế hoạch huy động bộ phận khác, báo cáo cấp trên. Rồi nhiều người vẫn chỉ ra nguyên nhân thôi, chưa tìm ra giải pháp ha. Chúng ta lưu ý là một trong những cái tư duy khi mà chúng ta làm kiểm toán nội bộ đó là chúng ta cố gắng là gì ạ, đưa ra giải pháp đúng không. Rất nhiều trường hợp là khi mà chúng ta tìm ra vấn đề, chúng ta chỉ nêu ra vấn đề và chúng ta kệ đấy đúng không, thì đôi khi là ban điều hành và hội đồng quản trị cũng không đánh giá cao lắm, bởi vì chúng ta chỉ bới bèo ra bọ thôi, bới ra vấn đề mà chúng ta không thực sự nêu được giải pháp thì họ cũng cảm thấy không được accept lắm đúng không. Chúng ta sẽ xem cái anh này đang sự được xử lý tình huống như thế nào nhé. Đây là tình huống mà anh ấy giải quyết vấn đề đây. Tôi đã tới thăm chi nhánh Sơ Min rồi à? Chi nhánh đó à? Họ vay ngân hàng chúng ta 10 tỷ won và số nợ đó đang ngày càng tăng lên. Nhóm kinh doanh một đã phụ trách rất nhiều công ty lớn nhưng lại bao chi nhánh này. Anh trình bày tôi thấy có vẻ cũng khá là bất cập đó. Dạ. Theo ý kiến của tôi, chúng ta cần phải điều tra thêm chuyện này. Nhưng rất tiếc, khi tôi yêu cầu thì tổ điều tra lại không chịu hỗ trợ nhân lực. Tại sao họ lại từ chối? Tôi cho rằng có ai đó đang tạo áp lực cho họ. Không được, không được, không được, không được. Không biết là chủ tịch có thể giúp tôi điều động nhân lực từ tổ điều tra cho tôi được hay không ạ? Tôi biết rồi. Là kiểm toán viên thì công việc điều tra là việc không thể trì hoãn. Anh cứ làm việc của mình. Tôi sẽ đích thân nói tổ trưởng tôi điều tra, điều động nhân lực cho anh. Vâng, và đây cũng là kết thúc cái đoạn phim của chúng ta đúng không anh? Và chúng ta thấy cái cách xử lý của trưởng kiểm toán ở đây là lên gặp trực tiếp chủ tịch đúng không? Chủ tịch hội đồng quản trị là người có level rất là cao trong công ty để nhờ được sự hỗ trợ đúng không? Đây là một cái trong những cách để chúng ta xử lý một trong những cái khó khăn, một cái thách thức trong công việc của chúng ta đúng không ạ? Mọi người có nghe được Trung nói không ạ? Có một người có, chúng ta thấy có bạn feedback là không nghe được tiếng của Trung. Mọi người có nghe được tiếng của Trung không ạ? Mọi người nghe được comment số 1 giúp Trung vậy ạ. Ok ha. Rồi thế thì vừa rồi đó là một cái tình huống mà chúng ta thấy là cái trưởng kiểm toán này anh ấy xử lý bằng cách là lên gặp chủ tịch hội đồng quản trị đúng không, là nhờ một cái level cấp cao hơn đúng không. Bởi vì rõ ràng là khi mà chúng ta làm kiểm toán nội bộ là chúng ta sẽ kiểm toán những cái công việc, những cái hoạt động của ban điều hành ở cái level cấp dưới đúng không. Chúng ta sẽ, bạn nào mà chưa làm công ty chúng ta sẽ hiểu là nó sẽ có cấp hội đồng quản trị đúng không, và hội đồng quản trị thì sẽ
là cái cấp cao hơn của ban điều hành, đúng không? Là những cấp giám đốc, tổng giám đốc, đúng không? Thì ở đây thì khi mà chúng ta làm kiểm toán là chúng ta kiểm toán lại hoạt động của ban điều hành, đúng không? Là của những vị giám đốc, những người điều hành doanh nghiệp day to day, đúng không? Là hàng ngày. Thì chúng ta ở đây trong bài toán này thì cái anh trưởng kiểm toán nội bộ này, anh ấy gặp cái vấn đề về về bị cản trở, đúng không? Về về nguồn lực, đúng không? Và có cái sự ngăn cản nào đó đến từ đội điều tra, đội vận hành, đúng không? Thế thì anh ấy có thể làm được gì, đúng không? Nếu như có cái sự bất hợp tác ở đây, anh ấy tự giải quyết được không, đúng không? Thì một cái rất là khó là mọi người sẽ thấy là gì ạ? Là khi mà làm kiểm toán nội bộ thì mọi người bảo là, mọi người bảo là ok, thế thì anh làm kiểm toán nội bộ đúng không? Thế thì anh không phải là sếp tôi, đúng không? Anh không phải là sếp tôi, có khi anh chỉ ngang hàng với tôi, tại sao anh nói tôi phải nghe, đúng không? Đấy là một trong những cái rất là khó, đúng không? Và đấy là những câu chuyện là có thể ảnh hưởng đến cái sự độc lập, đúng không? Của kiểm toán nội bộ. Trong trường hợp này là gì ạ? Cái vị thế của tôi, đúng không, là tôi có giữ được cái quan điểm của tôi hay không, đúng không? Hay là tôi sẽ phải phải chịu nhún. Thì rõ ràng là trong trường hợp này, nếu như chúng ta có một cái gì ạ, backup, đúng không, chúng ta có một cái ô rất là to, đúng không, là hội đồng quản trị, thì chúng ta thấy là bài toán được giải quyết rất là nhanh chóng, đúng không? Bởi vì là ok, họ ngăn cản nó gì, đúng không? Nhưng mà to nhất của họ cũng chỉ đến ban điều hành thôi, đúng không? Mình bị ngăn cản nhưng mà to nhất của mình là hội đồng quản trị, là to hơn, thì mình sẽ có tiếng nói xuống dưới, đúng không, để có thể là gì? Giải quyết được cái vấn đề đó, đúng không? Rất nhiều cái công việc thực tế khi mà chúng ta triển khai, khi mà làm kiểm toán nội bộ, mọi người cũng sẽ thấy cái vấn đề tương tự, đúng không? Một số bộ phận phòng ban từ chối cung cấp thông tin, đúng không? Từ chối cho phỏng vấn, đúng không? Có thái độ chống đối, đúng không? Vân vân, như là các anh chị chia sẻ khi mà chúng ta nói về những cái vấn đề thách thức khi mà chúng ta làm kiểm toán nội bộ, đúng không? Thì đây là một trong những cái giải pháp mà chúng muốn nói với mọi người, đúng không? Khi mà chúng ta học về cái phần này, đúng không? Đó là chúng ta sẽ khi mà có cái sự ảnh hưởng, có những cái sự suy giảm về tính độc lập, thì chúng ta sẽ có những cái cơ chế, đúng không? Chúng ta sẽ có những cái giải pháp phù hợp chúng ta xử lý. Và tất cả những cái câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ được quy định trong những cái chuẩn mực, trong những cái topic chúng ta nói đến ngày hôm nay liên quan đến cái tính độc lập và tính khách quan của hoạt động kiểm toán này. Thế thì tại sao chúng ta lại nói hay hay nói nhiều nhất đến cái hai cái tính chất này của kiểm toán nội bộ? Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào đây, đúng không? Khi mà chúng ta nhìn đây là một cái định nghĩa của chúng ta về về kiểm toán nội bộ. Hai cái tính chất mà được nói, đúng không? Ngay đầu tiên, đây định nghĩa của IAA nhé, đây là definition của IAA, của Hiệp hội Kiểm toán viên Công chứng Hoa Kỳ, đúng không? Definition đây. Cái định nghĩa này là cái định nghĩa về kiểm toán nội bộ, và anh chị em sẽ thấy là cái kiểm nếu anh chị nào làm nghề sẽ thấy đây, cái định nghĩa này cũng sẽ được dịch ra cái liên quan đến cái định nghĩa của kiểm toán nội bộ tại Việt Nam. Thì hai cái tính chất này nó nói rất là đầu là gì ạ? Hoạt động kiểm toán nội bộ thì có thể là những cái hoạt động mang lại tính đảm bảo, có thể là gì ạ? Mang tính tư vấn để gì ạ? Add value, đúng không, để mang lại giá trị và cải thiện cái hoạt động của doanh nghiệp, đúng không? Nhưng cái đặc tính của nó, cái tính chất của nó phải là gì ạ? Independence và objective, đúng không? Nó sẽ phải gì ạ? Độc lập và khách quan. Và nếu như mà chúng ta thấy là gì ạ? Nó không đảm bảo được hai một trong hai yếu tố này, hoặc là cả hai yếu tố này, thì rõ ràng là cái hiệu quả của cái hoạt động kiểm toán nội bộ nó sẽ rất là ảnh hưởng, đúng không ạ? Ví dụ như khi mà nói về cái tính độc lập, đúng không ạ? Khi mà nói về tính độc lập, sẽ có rất nhiều công ty khi mình tư vấn thì họ 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 có nói là tại sao phải làm kiểm toán nội bộ, bây giờ bên tôi cũng có kiểm soát nội bộ rồi, bây giờ tôi có đội đi rà soát kiểm soát kiểm toán quy trình rồi, và mọi thứ tôi thấy rất ổn, tại sao tôi phải có kiểm toán nội bộ, đúng không? Thế thì chúng ta quay lại cái định nghĩa của kiểm toán nội bộ là gì? Nó là một cái independent, đúng không? Một cái tiếng nói độc lập, đúng không? Cho nên là nếu như ông ok, ông bảo là cái control của ông tốt, đúng không, và ông bảo là ô, tôi có bộ phận kiểm soát nội bộ, nó cũng nói là cái internal control này nó tốt, thì nó vẫn chỉ là một tiếng nói thôi, đúng không? Và đấy không phải cái tiếng nói độc lập. Nếu như cái doanh nghiệp đấy mà họ nói cái câu chuyện đấy với những nhà đầu tư bên ngoài, những người mà gì ạ, mong muốn đầu tư vào công ty, họ sẽ muốn tìm một cái một ok, đấy là chỉ là một một tai, tôi nghe một tai, tôi còn nghe một tai nữa, một cái ý kiến khác, thì ông có internal audit không, có cái tiếng nói độc lập không, đúng không? Thì nếu như không, họ sẽ rất là nghi ngờ, đúng không?
bởi vì không không có cái tính độc lập ở đây, không có cái tiếng nói độc lập ở đây. Rất nhiều khi là chúng ta khi mà làm những công việc bình thường hoặc là trong những cái thương nghiệp cuộc sống á, nhiều khi là chúng ta cũng cần những cái ý kiến rất là độc lập, đúng không, để mà chúng ta tham khảo trước khi là chúng ta ra quyết định, đúng không? Giống như là trước khi mà chúng ta đi làm ở công việc này, đúng không? Tất nhiên là chúng ta đã nói câu chuyện, đã nghe những người trong công ty đấy nói ok công ty này, công ty mình rất là tốt, tiềm năng tăng trưởng như thế này, ABC, bây giờ em mới làm thì lương từng này sao vậy, em tăng lương tăng lên, đúng không? Ok thì tất cả những ý kiến đấy thì tiếng nói một chiều, đúng không? Nhưng để mà có cái câu trả lời thì đôi khi là chúng ta lại tìm một cái tiếng nói khác của những người khác, đúng không? Ví dụ mình có một cái bạn nào đó, đúng không? Hoặc là một cái, hoặc là mình lên cái diễn đàn nào đó review cái công ty đó, đúng không? Thì để xem là à, cái công ty đấy đấy nó có được như là những gì những người HR hay là CEO nói hay không, đúng không? Để nói là khi mà có cái tiếng nói độc lập và tiếng nói khách quan, đúng không? Nó sẽ có giá trị và nó có ý nghĩa như thế này, đúng không? Trong những cái thực tế đó, nên tại sao chúng ta sẽ trong cái topic ngày hôm nay chúng ta sẽ nói rất nhiều về cái tính độc lập hay là tính khách quan, đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện nay thì mọi người sẽ thấy là cái vai trò của kiểm toán nội bộ nó sẽ càng ngày càng lớn. Kiểm toán nội bộ không chỉ là kiểm toán tuân thủ mà kiểm toán độc lập nó sẽ còn những cái yếu tố như là tư vấn, đúng không? Tôi tư vấn để anh hoàn thiện quy trình để làm cho quy trình anh tốt hơn, hoạt động tốt hơn, vân vân, đúng không? Thế thì cái tính độc lập và tính hiệu quả anh có giữ được khi mà anh làm những công việc như vậy hay không, đúng không? Thì đấy là cái câu chuyện mà sẽ nói rất là nhiều. Cái tính độc lập và tính khách quan, đúng không, thì nó sẽ được quy định rất là rõ trong một cái chuẩn mực của IAA, nó gọi là cái hệ attribute standard, những cái standard về gì ạ, về tính chất, đúng không? Thì trong đấy có cái chuẩn mực số 1100 thì nó sẽ nói rất là rõ về independence và objectivity, cho nên cái nội dung của chúng ta hôm nay là bay rất nhiều về cái standard này. Thì trong cái nội dung này thì nó sẽ nói về một số cái nội dung, đúng không? Ví dụ như là cái tính độc lập, đúng không? Về mặt tổ chức, tính khách quan của cá nhân, đúng không? Và những cái impairment, những cái làm suy giảm đi cái tính độc lập và cái tính khách quan này. Thế thì nói về cái standard ạ, thì mọi người sẽ thật biết là nó là một trong cấu phần của cái gọi là IPPF, đúng không? Nó là International Professional, đúng không? Practice Framework là cái khung hành nghề kiểm toán nội bộ. Thì IIA là cái người mà nghĩ ra cái IPPF này, và họ làm rất là nhiều cách để advocate, để truyền thông, để lan tỏa cái bộ chuẩn mực này, và cố gắng là gì apply cho cái nghề nghiệp kiểm toán nội bộ. Nó có ý nghĩa như kim chỉ nam ấy, giống như kiểu mặt trời chân lý của quả tim ấy mọi người, nếu như mọi người đã ever xem cái clip giới thiệu về IPPF của AAA thì mọi người sẽ thấy là gì, nó giống như là một cái mặt mặt trời, đúng không, hoặc là một cái kim chỉ nam, một cái la bàn đưa đường chỉ lối để biết intern audit sẽ biết đi đâu về đâu khi mà chúng ta gặp những cái tình huống, đúng không? Rồi thế thì cái standard là một cái cấu phần trong 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 cái IPPF này, đúng không? Cái IPPF này mọi người sẽ thấy là nó có rất nhiều phần như là mission, rồi là core principle definition, vân vân, đúng không? Thì cái standard này là một trong những cấu phần của cái IPPF đó, đúng không? Thế thì để mà hiểu sâu về cái chuẩn mực á thì mọi người cũng có thể là đọc cái chuẩn mực đó, đúng không? Ở đây thì Trung cũng xin phép là lấy một cái chuẩn mực đi để mọi người có thể là nhìn mường tượng nó như nào, tại vì không thì cứ nói trên giấy rất là nhiều, đúng không? Đây là cái chuẩn mực của chúng ta, đúng không? International, cái the standard là viết tắt của International Standard of the Professional Practice of Internal Auditing, nên là những cái chuẩn mực, đúng không, nằm trong cái khung hành nghề về kiểm toán nội bộ. Nó cũng giống như là chúng ta làm kế toán, ai làm kế toán là biết, đúng không, là chúng ta có chuẩn mực về kế toán, đúng không? Ai mà làm về quy trình thì chúng ta biết là có những cái chuẩn mực về quy trình như ISO, đúng không? Thế thì những cái chuẩn như thế này sẽ giúp chúng ta làm nó đúng, đúng không? Nó hợp lý. Thì cái the standard này, đúng không? Thì mình sẽ xin phép là chạy ngay đến cái chuẩn mực số 1100 là independent and objectivity, đúng không? Thì nó bảo rằng là gì ạ? Hoạt động kiểm toán nội bộ thì phải gì ạ? Độc lập, và các kiểm toán viên thì sẽ phải khách quan khi mà thực hiện công việc của mình. Rồi,
Thế thì nó cũng đưa ra cái định nghĩa đúng không ạ? Thường là khi mà đọc chuẩn mực ấy, thì mọi người sẽ để ý là bao giờ nó có một cái phần đó là dưới là interpretation đúng không ạ? Là cái phần nó sẽ giải thích cho đúng không ạ? Khi mà chúng ta thấy là ở cái đoạn này chưa kịp hiểu học thì ở dưới nó sẽ có những cái giải thích đúng không ạ? Thì nó là independence là freedom from condition đúng không ạ? Là cái sự tự do đúng không ạ? Nó thoát khỏi những cái tình trạng là vì bị ảnh hưởng, bị đe dọa đến cái khả năng diện thực hiện ra cái trách nhiệm của kiểm toán nội bộ theo một cách là diện không thiên lệch đúng không? Để đạt được cái sự diện independent này đúng không? Thì CAA cần phải có sự diện assess, có sự diện tiếp cận một cách trực tiếp và không giới hạn đối với Cinnamon hoặc là bọn đúng không? Trở lại cái phim vừa rồi mọi người xem đi đúng không? Cái tính độc lập của diện của trường kiểm toán đã bị ảnh hưởng đúng không? Của cái hoạt động kiểm toán nội bộ là bị ảnh hưởng bởi vì làm sao? Bây giờ mà tôi đã bị sức ép như thế là chưa chắc là tôi đã có thể là làm được tất cả những cái trách nhiệm, những cái công việc của tôi đúng không ạ, một cách không thể lệch. Nhiều khi tôi bị cái sức ép này là tôi bị lệch rồi, bị ảnh hưởng rồi đúng không ạ? Thế thì để đảm bảo cái tính độc lập này đúng không, để thực hiện được thì một cái rất là quan trọng là tôi phải có cái quyền tiếp cận đối với ban điều hành cấp cao hoặc là hội đồng quản trị. Và trong cái phim vừa rồi mọi người thấy ra diện là ngay khi gặp vấn đề thì ông trưởng kiểm toán nội bộ là có quyền gặp mặt ngay với chủ tịch hội đồng quản trị để nói ra vấn đề đúng không? Chứ còn bây giờ mọi người thử thử tưởng tượng cái bài toán của chúng ta thay đổi đi đúng không, là bây giờ ông không có quyền tiếp cận với những người như này, ông không có quyền nói chuyện với ban điều hành, ông không có nói chuyện với hội đồng quản trị, ông chả có quyền gì, ông chả có cái sức ép gì để ông xử lý cái vấn đề này, đúng không? Mà bên bên kiểm soát nội bộ hay là bên tổ điều tra họ không hợp tác, chả làm nào được cả, bởi mình không phải sếp họ đúng không, nhưng không thể nào xử lý được đúng không? Cho nên ở đây một cái rất là quan trọng mà tôi phải có cái quyền là assess đúng không, và ở đây thì nó bổ sung bằng hai cái tính từ là gì ạ, direct và gì ạ, unrestricted, nghĩa là tôi có quyền tiếp cận một cách gì ạ, trực tiếp và gì ạ, và không giới hạn đúng không? Cái chuyện này rất là quan trọng. Ở một số công ty mình sẽ thấy là mặc dù là trên giấy đúng không, bởi vì theo quy định của nghị định 05 là hội đồng quản trị sẽ là diện là người phê duyệt tất cả những cái chức năng của kiểm toán nội bộ rồi nhận báo cáo kiểm toán nội bộ đúng không, nhưng mà rất nhiều khi là diện những cái quy định kiểm toán nội bộ đấy là chỉ vẽ ra trên giấy thôi, quy chế đấy vẽ ra trên giấy thôi, chứ còn thực tế thì hội đồng quản trị còn còn chả biết là ai đúng không, nghìn năm không gặp hoặc là lâu mới gặp, bởi vì hội đồng quản trị mọi người biết là một số công ty hội đồng quản trị họ chỉ họp một quý một lần hoặc là đâu đấy một năm một lần đúng không? Thế thì bây giờ ông họ làm kiểm toán nội bộ ông có vấn đề đúng không, mà ông không được tiếp cận một cách trực tiếp, nhiều khi là phải qua một cầu nữa đúng không, qua trợ lý hay là qua qua ban điều hành đâu đấy mãi mới gặp được đúng không, hoặc là hoặc lâu lâu mới gặp, không chứ không phải lúc nào muốn là gặp đúng không, cần là gặp thì cái tính độc lập này cũng sẽ diện rất là ảnh hưởng đúng không? Đó, cho nên là cái kênh báo cáo này rất là quan trọng đúng không? Cho nên ở đoạn tiếp theo thì mọi người sẽ thấy là gì ạ? Nó sẽ nói rất là rõ ràng là để đạt được cái điều này thì tôi sẽ phải có một cái dual reporting relationship, là tôi có cái sự gì ạ? Có mối quan hệ là gì ạ? Báo cáo hai cấp, báo cáo song song đúng không? Ở đây trong chuẩn mực của Việt Nam mình hay dịch là báo cáo song song. Thì cái báo cáo song song này thì chúng ta sẽ mọi người đọc kỹ hơn đúng không? Thì thường là nó sẽ bảo là gì ạ? Tôi sẽ báo cáo đến gì ạ? Đồng thời là hai người là board đúng không? Là hội đồng quản trị và CEO hoặc là senior management đúng không? Là những người ban điều hành cấp cao đúng không? Nghĩa tôi được quyền báo cáo với những người có level cao nhất, những người có thẩm quyền để xử lý những cái vấn đề khó khăn của tôi đúng không? Và ở đây thì mọi người sẽ thấy là gì ạ? Những cái về threat đúng không? Những cái về đe dọa về independence nó được phải được manage ở các cái cấp độ là gì, bản thân kiểm toán viên trong một cuộc kiểm toán trong diện cả cái function và diện toàn bộ hoạt động toàn bộ tổ chức đúng không, ví dụ như là một kiểm toán viên đúng không, ở những cái doanh nghiệp gia đình mọi người sẽ thấy nhiều khi là gì, cái bạn làm kiểm toán viên là đôi khi lại còn kiêm luôn làm kế toán đúng không, đôi khi lại làm hành chính đúng không. Thế thì liệu rằng là khi mà họ gì ạ, đi kiểm toán một cái chỗ nào đấy là sếp của họ đi đúng không, họ còn độc lập được không đúng không,
bây giờ họ là trợ lý của bộ phận nhân sự, nhưng mà đi kiểm toán bộ phận nhân sự thì gặp giám đốc nhân sự có khi lại ai cho em kiểm ai cho em kiểm toán lại lại sợ ngay đúng không? Rồi là chúng ta xử lý cái này ở góc độ của một cuộc kiểm toán đúng không? Như vừa rồi là một cuộc kiểm toán đấy đúng không? Trong cái phim vừa rồi là một cuộc kiểm toán đúng không? Thì bây giờ tôi bị hạn chế về nguồn lực hoặc là tôi bị gì ạ? Từ chối đúng không? Một cuộc kiểm toán tôi bị từ chối cung cấp dữ liệu làm sao đúng không? Ví dụ như động vào phần lương, họ bảo không, cái này bảo mật của công ty, ai cho ông được vào đây đúng không? Thì rõ ràng là nó cũng ảnh hưởng đến cái tính độc lập của chúng ta đúng không? Rồi là về mặt chức năng, nghĩa là toàn bộ các hoạt động kiểm toán nội bộ của chúng ta đúng không? Có cái sự độc lập hay không đúng không? Thì như ở trên thì nói là nó độc lập và thiện qua cái kênh báo cáo song song đúng không? Hoặc là ở mức độ tổ chức đúng không? Ok, đồng ý là kiểm toán nội bộ có cái kênh báo cáo lên cấp trên là lên board hoặc là audit committee đúng không? Ủy ban kiểm toán đúng không, là cái cấp cao hơn để bảo kê đúng không, để bảo vệ. Nhưng mà nhiều khi là diện những cái tiểu ban đấy lập ra cho có, hoặc là những cái thành viên trong đấy thì cũng cũng chẳng quan tâm lắm đúng không, cũng không không có thực sự là bảo vệ, mà họ có quyền để bảo vệ kiểm toán nội bộ đúng không, họ có quyền nhưng mà họ không muốn bảo vệ đúng không. Nhiều khi họ cũng chỉ là một cái vị trí ngồi trang trí thôi, muốn nhận lương của hội đồng quản trị cho đến đi về thôi, chứ không muốn vướng vào rắc rối đúng không, họ không bảo vệ chúng ta. Thế thì lúc đấy thì rõ ràng là gì ạ, là cái phần organization level nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính độc lập đúng không? Mọi người thấy cái tính độc lập này nó sẽ được manage ở bốn cái cấp độ khác nhau đúng không? Một số cái research có bảo là cái tính độc lập này còn phải được manage ở một cấp độ cao hơn nữa, là cấp độ profession, là mức độ nghề nghiệp đúng không? Và tôi phải có những cái khung nghề nghiệp, nó có chuẩn mực nghề nghiệp để tôi bảo vệ tôi, cái tính độc lập của tôi. Rồi nó cũng giải thích tiếp là cái tính khách quan đúng không? Thì là cái thái độ khách quan khi mà tôi perform những cái công việc đúng không, và tôi believe là cái work product và không có cái sự suy giảm nào về giá trị đúng không, tôi không có subordinate judgment đúng không, tôi under, nghĩa là tôi không có cái chuyện là tôi ba phải, người này nói tôi cũng nghe, người kia nói tôi cũng nghe, hoặc là tôi có những cái mà cái khách quan là như này, cái thực tế nó như này mà tôi lại thay đổi cái ý kiến đúng không. Ví dụ như là tôi đang cầm một số cổ phiếu đúng không, của công ty A, nhưng mà diện bây giờ tôi biết là cái thông tin mà tôi sẽ release ra thì có thể là diện làm cái giá trị cổ phiếu công ty A đấy nó sẽ suy giảm, thì tôi chết được, tôi nghĩ mình đúng không, hoặc là biết đâu đấy là diện tôi có ít cái bộ phận này mà cái bộ phận đấy có người quen của tôi là bố tôi hoặc là mẹ tôi, và tôi biết là cái kết quả có điện resound mà nghiêm trọng thì có thể là họ bị mất việc đúng không, thì cái vấn đề đấy thì mọi người cũng thấy đấy là diện là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính khách quan đúng không? Và nhiều khi cái tính khách quan nó chỉ đơn giản là gì ạ? Mọi người tìm ra issue đúng không? Sau đấy thì mọi người nhận được một cơn mưa nước mắt và rất nhiều lời kể lể đúng không? Sẽ có người làm kiểm toán bộ sẽ thấy là sau đấy là audit, những người tự kiểm toán họ sẽ gào khóc lên bảo là lần này là lần cuối đúng không? Chỉ nhà nhà mình còn mẹ mẹ già con thơ phải nuôi này nọ kia, bây giờ mất việc thì không được đúng không? Cho nên là thả đi, hoặc là cái số tiền mất cả cấp không nhỏ thì bây giờ cho mình bù số tiền vào được hay không, đừng đừng đưa cái EC này vào trong báo cáo đúng không, hoặc là khóc lóc không đủ để đưa ra đe dọa là mày có muốn ngày mai trong nhà mày có một can acid không chẳng hạn, như vậy đúng không. Mà những câu chuyện đấy chung không kể đùa nhé, bởi vì những câu chuyện đấy đã thực sự xảy ra, có thể là với Trung và có thể với đồng nghiệp và những người mà Trung biết đúng không, thì mọi người thấy là cái threat của activity đúng không, nó cũng có đúng không. Rồi thế thì quay trở lại cái tính độc lập đúng không, thì cái tính độc lập thì nó sẽ nói là tính độc lập đấy nó là liên quan đến độc lập của mặt tổ chức đúng không, và CAE phải được report đến cái level đúng không, cho phép internal thì có thể thực hiện những cái trách nhiệm của họ đúng không. Nhưng tôi phải được quyền báo cáo đi cấp rất là to đúng không, để làm giống như mọi người bây giờ làm audit hoặc là làm bất cứ vị trí nào mọi người thấy đúng không, họ hay hay hỏi là gì ạ. Chung có lần người tuyển nó mọi người sẽ hỏi là ok thì em báo cáo đến này, nếu mà kênh báo cáo mà Chung chỉ là báo cáo đến giám đốc tài chính hay là ai đó thì chắc chắn là họ sẽ thấy rất là bình thường, họ họ không tiếp. Nhưng mà khi bảo Chung bảo là theo cái quy trình đã được duyệt thì em báo cáo thẳng cho chủ tịch hội đồng quản trị, là cái thái độ mọi người hoàn toàn khác này, bởi vì mọi người biết là cái tính độc lập của Chung rất là cao, mọi người không thể nào mà lay chuyển được đúng không, bởi vì Chung có quyền báo cáo lên cấp cao nhất đúng không. Rồi cái phần tiếp theo thì nó nói là gì ạ? Cái tính độc lập của tổ mặt chức này này thì nó sẽ đạt được đúng không, khi mà CA báo cáo mặt chức năng
to the board, đúng không? Nghĩa là lúc nãy chúng ta nói đùa reporting là báo cáo đến board và CEO, đúng không? Như vậy là phải báo cáo gì? Về mặt chức năng functionally và cho board, đúng không? Và thế CEO thì báo cáo cái gì, hoặc là management báo cáo cái gì? Thì trong chuẩn mực nó hay nói là báo cáo về mặt hành chính, admin, đúng không? Functional là những cái mang tính về chuyên môn. Ví dụ như ở đây mọi người sẽ thấy là gì ạ? Nó đưa ra những cái ví dụ như là gì ạ? À, tôi phê duyệt gì ạ? Internal audit charter, đúng không? Rồi là tôi duyệt cái kế hoạch kiểm toán, đúng không? Những cái ngân sách, đúng không? Hoặc là đây mọi người sẽ để ý này, là những cái phê duyệt những quyết định liên quan đến cái gì ạ? Bổ nhiệm hoặc là remove, đúng không? Hoặc là miễn nhiệm chief audit executive. Là ok, ông muốn đe dọa của tôi, đúng không? Ông cẩn thận bắt việc, ok xin mời. Nhưng mà xin lỗi nha, ông không quyền, đúng không? Làm tôi mất việc, bởi nếu muốn là tôi mất việc lên boss cơ, đúng không? Cho nên là những ông trong ban điều hành mà muốn xử lý mình ấy, thì phải qua boss, còn không thì mình vẫn cứ chơi chơi như đấy, đúng không? Thì đây là một cái rất là quan trọng, đúng không? Để mình có sự bảo vệ, đúng không? Cũng tương tự như vậy khi mọi người đi làm ấy, đúng không? Hoặc khi mọi người join một công ty mới, mọi người hay xem mà ai là người mang mình về công ty, đúng không? Ai là người bảo vệ cho mình? Thì thường là cái người mang mình về ấy, sẽ mang thường là sẽ bảo vệ cho mình, đúng không? Để mình trụ lại công ty, đúng không? Cho nên là những ai mà do CEO hoặc là do hội đồng quản trị mang về thì có cái level rất là cao, đúng không? Cái sự ủng hộ rất là lớn của công ty. Internal audit thì sẽ phải free from interference, nghĩa là những cái mà can thiệp về những cái phạm vi, đúng không? À, của kiểm toán nội bộ vân vân thì tôi sẽ không bị, đúng không? Và khi mà tôi có interfere, giống như vừa rồi, đúng không? Có interfere tôi discuss với boss và thậm chí là chairman luôn, đúng không? Đây tôi có kênh báo cáo một cách trực tiếp với boss đây, đúng không? Và chuẩn mực này nó cũng có một cái phần nó rất là hay, đúng không? Là cái phần 1112 này cũng là một cái phần rất là hay. Đó là CAE roles beyond internal auditing, nghĩa là gì ạ? Những cái vai trò của trưởng kiểm toán nội bộ ở ngoài cái vai trò là gì ạ? Kiểm toán nội bộ. Cái này rất hay gặp, chúng ta rất hay gặp ở các công ty gia đình, đúng không? Hoặc là những công ty mà quy mô nó còn nhỏ thì nó cũng chưa có những cái vai, đúng không? Ví dụ như là ở đây cái phần integration nó bảo là gì ạ? Là nó có những cái vai nằm ngoài kiểm toán nội bộ như là kiểm soát tuân thủ, đúng không ạ? Quản trị rủi ro hay là kiểm soát nội bộ gì đấy, đúng không ạ? Thì nó chưa có, đúng không ạ? Thế thì bây giờ làm sao để chẳng nhẽ lại không làm, đúng không ạ? Thì nó có nói là gì ạ? CE có thể được yêu cầu làm những cái vai trò này, đúng không? Và những cái vai này thì có thể là sẽ impair, hoặc là có vẻ như là sẽ impair, là làm giảm, suy giảm những cái tính độc lập, đúng không ạ? Là có thể, và trông có vẻ nhé, có thể là thực tế nó chưa, nhưng mà trông là có vẻ, đúng không ạ? Về cái tính independence và tính objectivity thì có được làm hay không? Thì nó bảo là gì ạ? Safeguard. Safeguard là gì? Những cái bảo vệ, đúng không ạ? Để gì ạ? Address những cái potential problem, nghĩa là có những cái bảo vệ để chống lại những cái suy giảm này, đúng không ạ? Như này, vân vân vân, đúng không ạ? Thì miễn là tôi có những cái safeguard này và tôi cảm thấy là nó đủ, đúng không ạ, để obtain assurance thì tôi có thể take on, đúng không ạ, additional role, tôi có thể làm thêm những cái vai trò này, đúng không ạ? Nên là nếu mà có ai đấy mà có đang làm kiểm soát nội bộ mà được yêu cầu, hay đang làm kiểm soát nội bộ mà được yêu cầu làm kiểm soát nội bộ, hoặc là được làm về kiểm soát tuân thủ hay là chỉ rủi ro, thì cũng lưu ý là chuẩn mực thì vẫn cho phép chúng ta làm, nhưng mà có điều kiện, chứ không phải là không được phép làm, đúng không ạ? Đừng có chối để đẩy là không làm được đâu, đúng không? Bởi vì là vi phạm tính độc lập thì vẫn làm được, nhưng với điều kiện là gì ạ? Tôi phải có những cái safeguard, những cái bảo vệ, đúng không? Cái safeguard ở đây thì có thể là cái câu chuyện ví dụ chúng ta nói là gì ạ? Là chúng ta phải có một cái bên thứ ba, đúng không? Có thể là thuê ngoài bên kiểm toán để kiểm toán lại để công việc khi mà chúng ta làm những công việc compliance hoặc là risk này. Bởi vì chúng ta rất sợ là gì ạ? Chúng ta làm kiểm toán nội bộ, đúng không? Chúng ta cũng làm cái hoạt động compliance và hoạt động risk management. Sau chúng ta tự audit cái function đấy, cái hoạt động đấy. Nên chúng ta tự diện, tự làm, tự audit. Hay là đôi khi chúng ta gọi là cái rủi ro về self review, đúng không? Tự review, tự xem bản thân, đúng không? Tự làm tự phê, tự làm tự khen, đúng không? Thì đương nhiên là mình không muốn chê mình rồi, đúng không? Thì rõ ràng là bây giờ mình làm ra cái mảng đó, mình làm công việc mảng đấy mà mình tự audit, mình đánh giá lại, đúng không? Đương nhiên là mình không muốn đánh giá mình xấu rồi, đúng không? Mình sẽ phải đánh giá mình tốt, đúng không? Thì như vậy là gì ạ? Cái tính khách quan nó mất đi, lúc đấy còn khách quan không, đúng không? Nhìn vào
như là một cái người khác làm, không phải là nhìn vào mình, cho nên là mình cái gì cũng đẹp, cho nên mất tính khách quan rồi, anh chủ quan rồi, đúng không? Cho nên là gì ạ, là nó có một cái rủi ro như vậy, và tôi vẫn có safeguard, đúng không? Thì một số các công ty thì có thể chọn một cái safeguard, ví dụ như là tôi sẽ thuê ngoài, đúng không? Tôi outsource một ông IA, đúng không? Outsource để audit lại hai cái lĩnh vực này, đúng không? Tôi audit lại compliance và risk management. Ông kiểm toán được, ông kiểm toán cái gì được trừ hai cái này, hai cái tôi thuê một ông khác, thì tôi hội đồng quản trị thuê một ông khác để kiểm toán lại ông, xem là ông làm ăn như thế nào, đúng không? Thì đó là cái idea, đúng không, để mà xử lý khi mà tình huống là được tôi bị bắt lại làm một số công việc liên quan đến diện vận hành, ví dụ như là làm ở cái vai compliance hoặc là risk management. Thì chuẩn mực thì còn rất là dài, thì chắc là bây giờ chắc chúng ta dành một ít thời gian đi để chúng ta làm một số cái câu hỏi. Đây, chúng cũng xin phép là vừa rồi là chúng ta học về cái phần nói về cái phần independence, đúng không? Chắc là chúng ta sẽ cùng làm một số cái question để xem là sau một hồi, đúng không? Chúng ta nói rất nhiều về cái tính độc lập thì chúng ta đã hiểu thực sự về về cái đấy chưa? Và đây là một số câu câu mà Trung cũng lấy trong cái thi của CIA, trong bộ đề thi của những một số câu hỏi của CIA, thì cũng muốn mọi người thử làm xem, đúng không? Là sau một một thời gian cũng chưa chắc cũng không không dài lắm đâu, nhưng mà chúng ta đã thấy rằng là chúng ta đã thấy ready để mà đi thi hay chưa? Nếu mà chúng ta làm mà chúng ta thấy là chúng ta cũng đúng được tương đối á, thì có vẻ như là chúng ta cũng đã ready đi thi rồi đấy. Rồi thì Trung có xin phép là gửi cho mọi người một cái đường link, đúng không? Để mọi người có thể join vào cái quiz này. Cũng nói chuyện mọi người trong lúc chờ mọi người join, chúng nói chuyện một chút là cái COVID thì thực sự cái dịch này thì nó cũng có những impact khó chịu thật, mình phải ở nhà này, rồi là mình phải khẩu trang này, vân vân, đúng không? Nhưng mà nó cũng là một cái challenge, một cái thách thức để mình thay đổi cái này, đúng không? Hoàn cảnh thay đổi, chúng ta buộc phải có những cái bình thường mới, đúng không? Có những cái thói quen mới, đúng không? Ngày xưa không đeo khẩu trang thì bây giờ đeo khẩu trang, đúng không? Ngày xưa thì cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ dạy nói chuyện online với mọi người, đúng không? Nhưng bây giờ thì nói chung thấy là cái chuyện đấy cũng hết bình thường, đúng không? Và nó cũng đặt ra những cái thách thức là mình phải lại phải tìm cách nào đấy để mà deliver những câu chuyện online nó interesting hơn, đúng không? Cũng như là ứng dụng những công nghệ vào, đúng không? Ví dụ như mọi người sẽ thấy là ngày xưa là Trung không bao giờ nghĩ là Trung dùng những cái bút như thế này để Trung present, đúng không? Vừa rồi những cái mà Trung viết thì đều dùng cái bút này để mà viết, đúng không? Mình học những cái mới, đúng không? Cứ start thử nha, để mọi người trải nghiệm xem. Còn ai đó mà chưa vô được á, thì mọi người cũng có thể là comment câu trả lời trong lúc mà quá trình mà Trung start quiz, thì mọi người chọn ABCD chẳng hạn, thì mọi người có thể là comment ha. Có 2 phút cơ, nhưng thực tế thì mọi người đi thi thì thường là mỗi câu mọi người sẽ chỉ được khoảng đâu đấy 1 phút thôi, mọi người không được đến 2 phút đâu, nhưng mà tại vì hôm nay là buổi demo, đúng không, và chúng cũng muốn mọi người thư giãn một thời gian một chút để xem là mọi người thử xem là chúng ta chọn có đúng hay không nha. Có rất nhiều, chúng cũng thấy là có khoảng 20 người chưa kịp làm đây. Ok, rất nhiều người đó rồi. Ở đây thì sẽ thấy rất là nhanh là đến khoảng hơn 1/4, đúng không? 1/3 là mọi người trả lời đúng ha. Thì ở đây thì cái câu hỏi của chúng ta là gì ạ? Independence, đúng không? From condition
Để định nghĩa về independence đúng không? Thì cái policy này nó sẽ hỗ trợ tốt nhất cho cái tính độc lập của chúng ta đúng không? Thì đáp án là cái việc là gì? Tôi yêu cầu kiểm toán viên đúng không? Các kiểm toán viên phải báo cáo đến chief audit executive nếu như có những cái mâu thuẫn hoặc là có những cái thiên lệch đúng không? Câu B thì có thể là nó chưa đúng lắm bởi vì là theo chuẩn mực ạ, thì nếu như mọi người đọc đọc trong chuẩn mực thì những người nào mà làm vận hành đúng không thì có được làm kiểm toán nội bộ hay không, thì ở đây thì nó có một cái chuẩn mực sâu hơn là 1130 A1. Mọi người lưu ý là A là cái này là stand for assurance đúng không, nó khác với chữ C là stand for consulting, nghĩa là những cái chuẩn mực rất là riêng biệt dành cho khi mà tôi thực hiện những cái cuộc assurance hoặc là consulting đúng không. Thì cái A1 này nó bảo là gì? Internal auditor thì có thể là gì? Sẽ phải tránh khỏi những cái specific operation, những cái vận hành mà trước đây là tôi đang thực hiện, nghĩa là trước đây tôi làm HR thì tôi có thể tránh đúng không, nhưng mà nó bổ sung là gì? Cái tính khách quan sẽ bị impair đúng không, nếu như tôi kiểm toán viên nội bộ cung cấp cái dịch vụ assurance này mà tôi có một trách nhiệm trong vòng diện within the previous month, previous year, nghĩa là trong trong cái năm trước hoặc là trong vòng 12 tháng trước, nghĩa là ngày 1 tháng 1 năm 2020 đúng không, tôi làm HR thì trong cái năm đó đúng không, mặc dù là sau đấy thì tôi 1 tháng 1 thì tôi chuyển từ HR sang làm kiểm toán nội bộ, thì ok cái ngày cuối cùng là 1 tháng 1 đúng không, thì trong vòng 1 năm kể từ cái ngày đấy đúng không, ngày cuối cùng thì có trách nhiệm đấy, thì tôi vẫn chưa được làm bởi vì là nó theo cái chuẩn mực này đúng không, là nó sẽ bị impact đúng không. Nhưng hết cái năm đấy rồi, hết 31 tháng 12 2010 rồi, sang ngày 1 tháng 1 2021, hết 1 năm rồi, thì lúc đấy làm sao cái tính objectivity nó không bị impact nữa, cái trường hợp đấy là tôi lại làm được đúng không. Là internal đi ở đây là gì, là bị hạn chế này đúng không, nếu như trước đây tôi có cái trách nhiệm liên quan đến cái vận hành của cái function đấy đúng không, nhưng mà nếu mà qua 1 năm rồi ok đúng không, thì vẫn được đúng không. Xin quay trở lại câu này đúng không, tôi cấm transfer từ operating activity ấy, thì nó hơi cực đoan quá bởi vì mọi người biết là kiểm toán nội bộ ấy thì một trong những cái nguồn mà chúng ta có được cái nguồn nhân lực có thể chúng ta lấy từ từ những bộ phận vận hành đúng không. Bản thân Trung khi mà làm ở cái vai là trưởng kiểm toán thì Trung cũng từng lấy những người làm ở các bộ phận vận hành, mà nhiều khi Trung còn thích những bạn này hơn là từ Trung tuyển ngoài bởi vì là những người mà làm vận hành ấy, thì họ hiểu hiểu sẵn business rồi, hiểu sẵn về cái đặc thù của doanh nghiệp rồi đúng không, chỉ phải train lại cho bạn ấy, nếu như bạn ấy chưa có khả năng làm về kiểm toán thì train cho bạn ấy về về phương pháp luận về cách làm kiểm toán thôi đúng không. Nhiều khi còn còn hiệu quả hơn, chúng thấy là hiệu quả hơn so với việc là tuyển một bạn fresh làm về kiểm toán độc lập đúng không, rồi là on board, rồi sau đấy bạn ấy thì biết về kiểm toán nhưng mà lại không biết về business, lại dạy bạn ấy lại business từ đầu về đặc thù của doanh nghiệp thì nhiều khi là người bên trong nó lại hiệu quả hơn, thì cái policy này đúng không nó hơi cực đoan quá. Allowing engagement concerning sensitive operation to be outsourced, nghĩa là tôi cho phép những cái hoạt động mà những cái cuộc kiểm toán đúng không liên quan đến những cái vận hành mà nó mang tính nhạy cảm thì tôi sẽ outsource mà tôi sẽ thuê ngoài. Thế thực ra thì chúng ta nhớ là gì ạ? Như chúng nói là có khả năng thuê ngoài, nhưng mà thuê ngoài thì chỉ trong trường hợp là có thể áp dụng như ví dụ như là tôi đang kiêm nhiệm đúng không thì ok tôi thuê ngoài, chứ còn thực ra thì kể cả nhạy cảm thì tôi vẫn làm như bình thường, ảnh hưởng gì đâu đúng không. Cái nguyên tắc là kiểm toán nội bộ sẽ quyền giới hạn và có quyền tiếp cận những cái diện thông tin, những cái dữ liệu, những cái process con người mà không bị hạn chế gì cả đúng không, nhưng không bị outsource cả. Tương tự như vậy đúng không, là hạn chế internal và việc recommending, recommending là tôi đưa ra khuyến nghị, thì thực ra là cái công việc của kiểm toán viên là có consulting đúng không. Mọi người nhớ là định nghĩa của kiểm toán nội bộ là có diện mang đưa ra cái tính đảm bảo, tôi đảm bảo là cái này vận hành hiệu quả hay không hiệu quả, cái này vận hành đúng quy trình hay không đúng quy trình đúng không. Nhưng bên cạnh đó thì tôi cũng đưa ra những cái tư vấn là ok cái quy trình này tốt rồi nhưng mà nó có thể tốt hơn đúng không, hoặc chỗ này nó chưa hiệu quả thì nó có thể tốt hơn như thế này bằng cách làm giải pháp này, thì tôi hoàn toàn có thể đưa ra những cái khuyến nghị như vậy đúng không. Chứ còn bây giờ mà bắt tôi không đưa ra khuyến nghị thì tôi chỉ làm được mỗi cái vai trò là assurance thôi, tôi không làm được consulting
Đó, cho nên là đáp án câu này là cái ý đầu tiên, đúng không ạ? Rồi chúng ta thử làm thêm một câu tiếp theo nhé, thử làm mấy câu nữa. Sau đấy chúng ta chắc là sẽ đến phần phần Q&A ha. Câu nào dưới đây mô tả, đúng không? Cái reporting liên ai, đúng không? Nghĩa là cái kênh báo cáo tối ưu nhất cho trưởng kiểm toán nội bộ để tăng cường về tính độc lập của kiểm toán nội bộ. Một là báo cáo gì ạ? À, chức năng là báo cáo hành chính đến chủ tịch phụ trách hoạt động, đúng không ạ? À, chủ tịch president. Administrative reporting, báo cáo hành chính cho board, báo cáo hành chính cho CFO và báo cáo functional reporting, đúng không ạ? Báo cáo chức năng cho audit committee, cho ủy ban kiểm toán. Sorry cả nhà. Rồi, tham sát để xem OK. Rồi mọi người đều những ai chọn đáp án đúng là cái đáp án cuối cùng, đúng không? Là functional reporting, đúng không? To audit committee là đáp án của chúng ta, đúng không? Nhớ là diện trong chuẩn mực thì nó bảo là diện tôi sẽ phải báo cáo chức năng đến đến board, đúng không? Thì mọi người sẽ thấy là đôi khi dưới board sẽ có một cái tiểu ban, đúng không, giúp việc cho board trong vấn đề liên quan đến kiểm toán nội bộ, đúng không? Thì nó là audit committee, tiểu ban kiểm toán và ủy ban kiểm toán, đúng không? Thế thì một số các cái công ty thì nếu như cái hội đồng quản trị nó rất là lớn và có những cái ban giúp việc thì đôi khi là diện kiểm toán nội bộ sẽ báo cáo đến audit committee, đúng không? Thì audit committee với tư cách là một bộ phận, đúng không, một cái giúp việc cho board thì cũng giống như là chúng ta báo cáo đến board, đúng không? Ở đây thì anh chị nào mà chọn là cái báo cáo về mặt hành chính đến board thì sai rồi, đúng không? Bởi vì là chuẩn mực yêu cầu chúng ta phải báo cáo về mặt chức năng chứ không phải báo cáo về mặt hành chính, đúng không? Báo cáo về mặt hành chính thì chúng ta cũng biết là về cơ bản là kiểm toán nội bộ cũng là nhân viên của công ty, đúng không? Cũng phải đi đi làm hàng ngày, cũng phải phải xin nghỉ, đúng không? Cũng phải chấm công, vân vân, cũng phải tuân thủ tất cả những cái quy trình của công ty như người bình thường chứ. Chứ nhiều khi là cũng không 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 coi được như là một người vượt hết tất cả qua tất cả mọi cái luật lệ của công ty, đúng không? Tôi cũng phải báo cáo, đúng không? Ví dụ tôi nghỉ thì tôi vẫn phải xin phép tổng giám đốc chẳng hạn, đúng không? Là em nghỉ chẳng hạn. Rồi báo cáo hành chính cho CFO thì cũng sẽ không chuẩn lắm, bởi vì chuẩn mực thì nó sẽ hay bảo là tôi phải báo cáo đến cái gì ạ? Appropriate level authority, nghĩa là ở cái cấp mà có khả năng, đúng không, để bảo kê để bảo vệ cho tôi, nó là cái cấp phù hợp. Ở đây thực ra thì nó cũng không không nói chuẩn mực cũng không nói rất clear là tôi cần phải báo cáo đến CEO hay là chairman, đúng không, mà nó để rất là mờ là đến chỉ là appropriate level, là cái cấp độ phù hợp thôi, đúng không? Bởi vì thực tế là mỗi doanh nghiệp nó sẽ có những đặc thù khác nhau, đúng không? Thì nhiều khi có những ông là ở vai CFO nhưng ông quyền ông rất là lớn, đúng không? Thì cũng có thể là appropriate rồi, đúng không? Một số nơi thì nó không gọi là board, đúng không? Nó không gọi là hội đồng quản trị, nó lại gọi là board of trustee, đúng không? Hội đồng trường hay là ủy ban nhân dân, đúng không? Thì mọi người cũng sẽ thấy là nó không 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 nhất định là hội đồng quản trị của trong một công ty doanh nghiệp. Cái đầu tiên thì báo cáo vừa functionally vừa admin thì theo cái dual reporting là phải báo cáo vừa function một ông và admin một ông chứ không phải là cùng functional và admin cho cùng một ông, đúng không? Thì chúng ta lưu ý. Rồi chắc là chúng ta nốt một cái question nữa cho tại chúng ta sẽ chuyển sang phần Q&A. Vì bây giờ hình như là chắc là cũng đến tầm hơn 9 giờ rồi, đúng không? Và hình như là chúng ta sẽ có khoảng 20 30 phút thì đấy chúng ta làm phần Q&A đến 9 rưỡi, đúng không? Theo lịch trình. Chúng nhớ là như vậy. Không biết là có bị lố giờ hay không. Đây, câu này là một câu mà vừa lặp lại cái chúng ta vừa hỏi sẽ hỏi, đúng không? Và bây giờ thử coi xem là mọi người
À, với cái câu mà vừa làm rồi, vừa chữa rồi thì xem là mọi người làm lần này nó có chuẩn hay không nha. Cái việc mà mọi người làm có thể đúng ngay hoặc là chưa đúng ngay cũng hết sức bình thường thôi. Bởi vì là đối với bất kỳ cái professional exam nào thì có một câu mà chúng tôi đã hay nói là practice makes perfect, nghĩa là mọi người sẽ cần phải luyện tập thì mọi người sẽ làm đúng nhiều hơn, cái tỷ lệ đúng nhiều hơn. Ngày xưa chúng thi cái món này chúng cũng phải cày rất là dã man để đạt được cái pass rate như mong muốn, bởi vì mọi người biết là cái pass mark là tầm 80% đúng không, thì trung luyện cái mức mà trung khí thử ạ thì nó phải ở đâu đấy around 90%, thì lúc đấy mới dám tự tin đi thi. Chứ còn nếu mà làm thi thử mà cũng chỉ tầm 80% thì thật thì trung nghĩ là cũng 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 50-50, rất cũng có khả năng rơi rớt lắm. Ok, rất mừng là có những người đúng cả ba câu, trung thấy điểm khá cao nha, đúng ba câu đây. Ok, à, cái này thì đáp án thì dễ rồi, à, nhưng mà vẫn có những người không biết là chúng là tích bừa hay là bị lừa đúng không? Thì chúng ta nhớ là câu này đúng không? Câu hỏi là gì? Tôi sẽ phanh phui được cái tính độc lập bằng cách là tôi báo cáo về mặt hành chính đến gì? Đến CEO và functionally là đến board director đúng không? Chứ còn functionally tôi không báo cáo với kiểm toán độc lập bên ngoài, tôi không có nghĩa vụ gì báo cáo với cả đúng không? Tương tự như vậy tôi cũng không báo cáo chức năng cho ông CFO làm gì đúng không, ông CFO là thuộc management thì đáng ra ông chỉ nhận cái báo cáo mặt hành chính là cùng thôi đúng không, còn cái báo cáo này cái đáp án cuối cùng này thì nó bị ngược đúng không, admin không không đến boss mà phải function đến boss và ngược lại là admin đến đến CEO. Ok, à, chắc là Trung sẽ finish xin cái quiz thì giờ rất là dài nhưng mà chắc là sẽ finish cái phần quiz ở đây đúng không. À, để chúc cho chúng ta sẽ move sang cái phần tiếp theo là phần phần Q&A đúng không? Thì chúng ta cũng thực ra thì Trung cũng chuẩn bị rất là để nói với mọi người rất là dài đúng không? Nhưng mà thời lượng học của chúng ta thì nó cũng chỉ tương đối là không nhiều lắm đúng không? Cho nên là Trung cũng chỉ kịp nói mọi người một chút về tính độc lập đúng không? Để mọi người có thể có những cái understand nhất định về cái tính độc lập của kiểm toán nội bộ. Còn thực ra thì cái câu chuyện này thì còn nói rất là nhiều về về cơ cấu tổ chức vận hành nó như thế nào, nó dưới ai đúng không? Việt Nam thì nó phức tạp hơn bởi vì là một số cái quy định vẫn còn tồn tại cái mô hình công ty, mô hình quản trị công ty là có ban kiểm soát đúng không? Và một số công ty hiện nay là cũng đã đặt đặt kiểm toán nội bộ ở dưới ban kiểm soát chứ không đặt kiểm toán nội bộ dưới hội đồng quản trị hay là tiểu ban kiểm toán như như nghị định 05 yêu cầu đúng không? Thì sẽ còn rất rất nhiều vấn đề khác để nói, nhưng mà tất nhiên là bởi vì là hôm nay cái buổi của chúng ta thì cái thành phần cũng khá là diversify nên chúng cũng xin phép là chọn cái câu chuyện nó tương đối là basic, chưa đi sâu vào những câu chuyện mà nó mang tính kỹ thuật nó khó hơn. Rồi thì chắc là bây giờ đến phần Q&A ạ, thì sẽ nhờ bên Smart Train hỗ trợ một chút ạ. Dạ, cảm ơn phần chia sẻ của nghệ Trung ạ. Thì tới phần Q&A thì tôi thấy là có một bạn, một chị Phương Thảo thì có raise hand. Thì chắc là tại vì thời gian mình cũng không cho phép á, thì chắc là tôi ưu tiên cái câu hỏi này. Còn đối với các anh chị hoặc là các bạn có câu hỏi nào thì có thể nhắn vào khung cửa sổ chat, sau đó thì bên phía Smart Train sẽ hỗ trợ để mà giải đáp cho các anh chị sau ha. Dạ alo. Alo, Dạ, chị Thảo chào đúng chị không Thảo. chị? Chào chị À, Thảo. dạ em chào thầy. Em là tên là Phương Thảo ạ. Thì em có cái câu hỏi, một cái câu hỏi về việc học và một cái câu hỏi là về công việc liên quan tới cái kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ á thầy. Thì Dạ. em đang thắc mắc là không có biết là hai bộ phận kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ thì có bắt buộc phải tách biệt ra hay không? Thì nếu như mà công ty các em ít người quá thì cái bộ phận đó mình có thể thuê ngoài được hay không? Dạ, còn về cái việc học thì em muốn hỏi một chút là em thấy CIA có cái lộ trình là có gồm 3 phần, thì ba cái phần này mình có cần phải học theo thứ tự từ 1 đến 3 không á thầy? Dạ, với Ok. lại phần nào thì sẽ được thầy giảng ạ? Dạ, em cảm ơn ạ. Ok, à, cảm ơn chị Thảo ạ. Thế thì chắc là xin phép trả lời cái câu ngắn ngắn trước đúng không? Là liên quan đến việc học.
Thì Trung cũng xin phép chia sẻ với mọi người là CAA thì gồm có 3 part như anh chị đã biết. Và CAA không yêu cầu mọi người phải check part intern, nghĩa là phải lần lượt là part 1, part 2, part 3. Và mọi người có thể hoàn toàn chọn là part 1, là part 3, part 2, tùy mọi người, hoặc là part 3, part 2, part 1. Tùy theo cái strategy của mọi người, và cũng đôi khi nó cũng phụ thuộc vào cái available của lớp, cái mức cái khả năng tổ chức của lớp á. Mọi người sẽ thấy là sẽ có những cái giai đoạn là trung tâm sẽ tổ chức lớp phát 1, có lúc là giai đoạn phát 2, tại vì mọi người là CIA thì học quanh năm á, cho nên là sẽ có những cái giai đoạn là có những cái phát học trước và những cái phát học sau, thì mọi người có thể consider. Lời khuyên của Trung thì thường là Trung sẽ khuyên mọi người là nếu như mọi người đã có professional, đã có kinh nghiệm làm, có practical experience, mọi người có kinh nghiệm thực tế, và hoặc là mọi người có kinh nghiệm thi những cái chứng chỉ chuyên nghiệp như là ACCA hay là CMA hay là CPA, thì mọi người nên là thi cái part 1 đầu tiên. Tại cái part 1 thì nó khá là straightforward, và chúng ta có thể áp dụng cái kinh nghiệm mà chúng ta đã biết ở đây. Trung dạy part nào thì chia sẻ mọi người thì Trung cũng 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 dạy cả ba bạn, nhưng mà cũng tùy vào vào cái lịch lịch dạng lịch 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 trống của Trung, tại vì là Trung cũng hướng tương đối là nhiều lớp, cho nên là cũng sẽ có những cái kỳ thì cũng không không tham gia full được, hoặc là có những kỳ thì tham gia một số các cái section, hoặc là tham gia revision thôi. Thì nó cũng depend và tùy từng kỳ, thì có kỳ thì Trung sẽ dạy, nhưng về cơ bản thì Trung có thể là join cả ba part. Thì cũng rất là hy vọng gặp lại chị Thảo trong những cái chương trình học sắp tới của Smart Train. Bây giờ thì quay lại cái câu hỏi đầu tiên ha, là cái câu hỏi mang tính kỹ thuật một chút, đúng không, là kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ có cần phải tách biệt hay không, đúng không? Thì thường chúng ta sẽ hiểu là kiểm soát nội bộ là cũng những bộ phận làm, ví dụ như là về kiểm soát tuân thủ, về quản trị rủi ro, hoặc là những cái bộ phận kiểm tra những cái bộ phận khác trong công ty họ làm có đúng quy trình hay không, đúng không? Và cái bộ phận kiểm soát nội bộ này thường là báo cáo lên ban điều hành, hoặc báo cáo đến tổng giám đốc, đúng không? Còn kiểm toán nội bộ thì chúng ta thấy rồi, như vừa rồi chúng ta học ở theo best practice và theo nghị định 05, nó quy định là chúng ta phải báo cáo đến đến board, đúng không, đến hội đồng quản trị, thì có cần phải tách biệt hay không, đúng không? Thì câu trả lời là nó sẽ tùy thuộc rất lớn vào xem là cái tình hình doanh nghiệp của chúng ta như thế nào, đúng không? Thứ nhất, cái câu chuyện là cái vai quản trị và cái vai điều hành, chúng ta biết là nó sẽ có hai cái từ của tiếng Anh là governance và management, đúng không? Và cái câu chuyện là governance management này, một số doanh nghiệp nó tách với nhau rất là rõ ràng thông qua việc nó có hội đồng quản trị và nó có diện có ban điều hành. Bởi vì là mọi người sẽ thấy là có rất nhiều cái trường hợp là cái ban điều hành này á, họ họ được thuê, họ là giám đốc làm thuê, đúng không? Ở doanh nghiệp nước ngoài, những doanh nghiệp ở Mỹ mọi người thấy là management này nó giám đốc, tổng giám đốc là đi đi làm thuê. Họ làm thuê thì họ có thể là diện những cái case như Enron, họ họ cúp lợi nhuận, họ thụt quỹ, đúng không? Hoặc những kể cả những cái case ở Việt Nam mọi người sẽ thấy, đúng không, là tổng giám đốc sẽ tìm cách là diện gian lận để được những cái bonus to rồi họ kiếm tiền, vân vân, đúng không? Thế thì cái ông management này, ông không có quyền sở hữu công ty, đúng không? Ông không phải là owner, ông không phải owner, nhưng ông lại có quyền kiểm soát doanh nghiệp, ông lại có quyền control, đúng không? Thì một trong những câu chuyện là những cái người chủ sở hữu là những người là gì, là shareholder, đúng không, là những cái cổ đông, thì làm sao họ yên tâm họ 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 giao tiền cho những ông này được, đúng không? Ông này là ông chủ sở hữu nhưng ông không quyền kiểm soát, ông này ông owner nhưng ông không quyền kiểm soát, bởi vì ông đã tin cậy vào ông giám đốc làm thuê là ông sẽ kiếm tiền cho mình, đúng không? Thế thì ông shareholder này, để theo một cái cơ chế là để kiểm soát cái management này, thì họ bầu ra cái gì? Hội đồng quản trị, và board này sẽ gì? Giám sát cái ông này, đúng không? Cho nên để nói với câu chuyện là một số nơi là họ tách biệt cái vai quản trị của board và vai gì? Điều hành của management, họ tách hai cái vai này ra, đúng không, để mà gì? Giám sát được một độc lập và đảm bảo cái management này nó chạy đúng được, chứ không phải là chạy đi đâu thì chạy, nó gian lận gì là gian lận. Thì nếu như trong cái trường hợp mà tôi tách biệt rất là rõ như này, thì kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ tôi phải tách ra, đúng không? Bởi vì kiểm toán nội bộ là phục vụ trong board này, đúng không? Tôi cần một kỹ viên độc lập, tôi không phải báo cáo gì với ông management này cả, đúng không? Còn kiểm soát nội bộ làm với ông trong management là chuyện của kiểm soát nội bộ, tôi không quan tâm, đúng không? Thì trong cái trường hợp đấy thì tôi có thể là gì, là phải tách biệt. Nhưng sẽ có trường hợp là gì, công ty gia đình, mọi người sẽ thấy là hai cái vai này đâu có khác biệt đâu, đúng không? Cái ông founder, những cái người mà gì, thành lập công ty đấy, vừa là hội đồng quản trị và vừa là gì, vừa là ban điều hành,
đúng không? Họ vừa đưa ra những quyết định day to day và họ cũng đúng cái vai trò của hội đồng quản trị, đúng không? Để đưa ra những quyết định chiến lược. Thì đâu có tách biệt đâu, hai cái này là một, đúng không? Thì trong trường hợp đấy thì lại dạ, tôi không cần tách biệt, đúng không? Tôi không cần tách biệt trong cái trường hợp này, hai cái vai này nó không phân rõ, đúng không? Thì đấy là để trả lời cho cái câu hỏi của chị Thảo là có cần tách biệt hay không, thì nó sẽ depends là xem là gì ạ? Cái doanh nghiệp này, đúng không? Họ có cái sự tách biệt về cái này hay không, đúng không? Và tất nhiên thì chị Thảo có một câu cái ý rất là đúng là nó cũng phụ thuộc vào nguồn lực, đúng không? Nguồn lực tôi cho phép hay không? Tất nhiên doanh nghiệp nhỏ thì một người phải kiêm rất nhiều việc chứ không thể nào mà tôi có cái riêng được, đúng không? Thì tôi cũng phải cân nhắc, đúng không? Thì thường thường mọi người sẽ thấy là những cái doanh nghiệp nào mà niêm yết, đúng không? Listed trên sàn, có vốn đầu tư nước ngoài, thì mọi người thấy là cái vai hội đồng quản trị và cái vai ban điều hành nó phân ra rất rõ, thì cái vai kiểm toán nội bộ cũng sẽ thấy rất là rõ ràng, đúng không? Ví dụ như Vinamilk, mọi người thấy là Vinamilk nó rất là rõ ràng, đúng không? Là nó báo cáo cho ủy ban kiểm toán, tiểu ban kiểm toán. Còn những cái đội cái second, những cái ở ở hàng thứ hai second line như là bộ phận quản lý rủi ro hay là kiểm soát tuân thủ thì đều báo cáo cho tổng giám đốc hết, đúng không? Và nó tách biệt rất là rõ ràng. Nhưng mà về công ty gia đình thì không phân tách hai cái line này, thì sorry là mọi người sẽ thấy là nó chỉ là một thôi, kiểm soát nội bộ hay kiểm toán nội bộ nó cũng là một. Còn một câu hỏi nữa là chúng ta có nên thuê ngoài hay không, đúng không? Thì nghị định 05 thì cho phép chúng ta hoàn toàn có thể thuê ngoài. Nếu như chúng ta cảm thấy là không đủ nguồn lực, đúng không? Thì chúng thậm chí bởi vì là nguồn lực thì kể cả chúng ta có người, nhưng mà nhiều lúc là gì? Có những cái công việc mà nó yêu cầu cái nguồn lực lớn hơn về mặt số lượng con người hay là về mặt kỹ năng chuyên môn, đúng không? Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể là thuê ngoài, đúng không? Để chúng ta có thể giải quyết cái bài toán của chúng ta. Thì cái việc thuê ngoài hoàn toàn là có thể, đúng không? Nhưng mà tất nhiên chúng ta sẽ phải cân nhắc cái yếu tố lợi ích và chi phí, bởi vì đôi khi là thuê ngoài thì nó sẽ không 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 rẻ lắm, đúng không? Trên một số doanh nghiệp hay chọn cái giải pháp là khi mà cái bộ phận kiểm toán nội bộ của mình chưa trưởng thành á, hay 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 làm cái mô hình nó gọi là co-source, đúng không? Đồng kiểm toán thay vì outsource, và tôi khoán hết cho ông làm, thì tôi làm cái mô hình gọi là co-source, nghĩa là đồng kiểm toán, nghĩa là tôi thuê ông làm kiểm toán nhưng mà ông cũng làm cùng với tôi để tôi vừa làm vừa học. Đấy, thì dần dần dẫn đến cái việc là tôi có bộ phận kiểm toán nội bộ của riêng tôi chứ không tôi phụ thuộc vào nguồn ngoài. Thì cũng xin xin kết thúc cái phần trả lời của chị Thảo ở đây, đúng không? Hy vọng là cũng address được phần nào những cái thắc mắc của chị. Cảm Vâng, ơn xin mời. Lâm Thị Trung ạ. Tôi thấy có một chị cũng xin đặt câu hỏi trực tiếp á, thì xin mời chị Thảo Lê à, cũng cũng tên Thảo. Hôm nay là toàn những người tên Thảo đúng không Thì ạ? Có chị Thảo, chị Thúy ở chung là toàn những người tên T luôn. Xin mời chị Thảo ạ. Thảo Lê ạ. Hello, chị Thảo ơi. Ok, dạ, thầy nghe em nói rõ chưa ạ? Dạ vâng ạ, mời chị Thảo ạ. Dạ, dạ thì Thảo cũng đang là bộ phận kiểm toán nội bộ á. Thì ở tập đoàn của Thảo thì cái bộ phận này thì cũng kiểu như cũng được coi trọng trong công ty. Cho nên là chính vì vậy là các phòng ban hay hay nhờ mình để cho lời khuyên làm cái này cái kia á. Thì đương nhiên là khi mà các phòng ban hỏi thì mình cũng muốn advice, nhưng mà đôi khi mình ngẫm nghĩ lại là không biết mình advice như vậy nó có đúng cái vai trò của mình hay không, hay là mình đang đi quá giới hạn của cái vai trò kiểm kiểm toán nội bộ của mình mà không advice thì cũng không được, tại vì có vẻ như là cái các phòng ban rất là coi trọng mình và BOD cũng rất là coi trọng phòng ban của mình, luôn luôn lắng nghe ý kiến từ mình đó, kiểu là như vậy. Thì thầy tư vấn giúp em cái chuyện đó à. Đấy, rất cảm ơn chị Thảo. Thực ra cái này thì Trung cũng cũng là cái băn khoăn của Trung lúc mà làm internal audit, bởi vì họ cũng hỏi rất là nhiều, đúng không? Thực ra thì theo quan điểm của Trung ấy, thì chúng ta thấy là internal audit thì chúng ta có hai chức năng là assurance và cần giao tinh, đúng không? Cho nên là cái chuyện mà họ hỏi chúng ta những cái advice thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được, bởi vì cái này là cái vai vai cần giao tinh của chúng ta, thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra những cái advice cho họ, đúng không? Để mà họ họ cân nhắc, đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng hết sức cẩn thận là nhiều khi là chúng ta ai cũng yêu cầu chúng ta cân giao tinh, mà nhiều khi mình cứ cân giao hết, đúng không? Nhiều khi là mình cũng bị ảnh hưởng đến cái công việc của mình, bởi vì là tổng thể một năm mình phải làm
cái kế hoạch kiểm toán đúng không? Nó cũng tương đối là nặng rồi. Mình đi làm cân giao tinh thì mình cũng không muốn là đưa ra cái cân giao tinh nó nửa vời, bởi vì là khi mà mình đã thực sự đã cân giao tinh thì họ sẽ lấy cái input của mình vào trong đấy đúng không, và sau này mình kiểm toán lại mình bảo ngày xưa, và mình bảo thấy cái vấn đề có vấn đề, và bảo tại ngày xưa ấy nó biết tư vấn như vậy mà đúng không, thì chúng ta cũng phải coi xem là cái advice nó như thế nào, và chúng ta cũng nên select chọn những cái nào mà chúng ta thấy là quan trọng của chúng ta join, bởi vì là nguồn lực nó cũng hạn chế. Nhưng ngày xưa thì Trung cũng hay chọn join những cái project mà nó mang tính quan trọng với công ty, ví dụ như cái dự án mang tính strategy này hoặc là dự án ERP này, thì Trung sẽ cố gắng là join những cái dự án đấy đúng không, để mình có những cái nhìn nó rất là tổng quan về business cũng như là những cái bài toán rất là thực tế để mà đưa ra cái advice đúng không, bởi vì là Trung cũng những cái dự án đấy nó thực sự là rất là quan trọng đúng không, bởi vì nhiều khi là nó fail từ cái giai đoạn mà nó run project ấy, đặc biệt là những cái doanh nghiệp mà tái cấu trúc ấy, đúng không, thì họ chạy rất nhiều cái dự án mà mình không 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 tham gia kịp, mà mình cứ để theo họ làm xong rồi mình cũng đến bảo là họ họ làm sai đúng không, thì họ sẽ không 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 ghi nhận mình bằng cái việc là trong lúc làm này là mình cũng đã tham gia chung lưng với họ để mà mình làm, mình đưa ra những cái advice, ví dụ như là làm ERP thì cái quy trình này nên là như thế này, best practice là như thế này đúng không, thì chúng nghĩ là nó sẽ rất là hợp, chúng ta sẽ nên là làm những cái advice đấy, nhưng chúng ta cũng nên select, bởi vì chúng ta bị hạn chế về nguồn lực. Bên cạnh đó thì những cái advice đó thì chúng ta cũng phải xem xét trên cái cơ sở là những cái barriers, những cái rào cản của chúng ta đúng không, những cái nào mà lời khuyên của chúng ta thì chúng ta cũng phải có những cái safeguard đúng không, trong những quy chế và trong những cái tư vấn của chúng ta thì chúng ta cũng nên có cái safeguard bảo vệ là những cái này nó chỉ là tư vấn thôi đúng không, còn final decision chúng ta không đưa ra quyết định nào cả đúng không. Chúng nghĩ là cái này thì chắc là chị Thảo cũng 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 cũng, cũng làm kiểu toán nội bộ được, rất là hiểu là chúng ta chỉ đưa ra tư vấn chứ chúng ta không đưa ra quyết định đúng không, thì đấy là cái để chúng ta separate cái câu chuyện là chúng ta advise, chúng ta là cân giao tinh, chứ chúng ta không bị ảnh hưởng vi phạm về cái tính objectivity hay là tính independence khi mà chúng ta đưa ra những lời khuyên ở đây, thì đấy là để trả lời câu hỏi của chị Thảo. Thì hy vọng là cũng chia sẻ được với chị Thảo, vì chị Thảo cũng như bản thân chị Thảo có cái kinh nghiệm gì cũng có thể chia sẻ lại với mọi người ở đây, tại vì là chúng nghĩ là sẽ có rất nhiều phần mọi người là chuẩn mực nó không nói rất là rõ ràng đúng không, và thực tế mỗi người khi mà triển khai những cái công việc này thì mỗi người nó sẽ họ chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm khác nhau rồi ạ. Nhờ chị Thúy và chị Thảo tiếp tục ạ. Cảm ơn thầy Trung vừa có một cái chia sẻ rất là bổ ích à. Thì tôi cũng nhận khá nhiều câu hỏi từ các anh chị. Tuy nhiên là do thời gian cũng không cho phép á, thì ban tổ chức xin phản hồi sau cho các anh chị sau buổi họp thử. Và cũng thay mặt ban tổ chức một lần nữa thì cũng cảm ơn thầy Trung và tất cả các anh chị đã dành thời gian của mình để tham gia buổi họp thử tối nay. Hy vọng thì sau buổi giao lưu này thì các anh chị có thêm nhiều thông tin bổ ích về chương trình học CAA. Nếu như mà các anh chị có thêm thắc mắc hoặc là những vấn đề cần giải đáp thì ban tổ chức là rất sẵn lòng để trao đổi trực tiếp với các anh chị sau buổi họp này. Một lần nữa cảm ơn các anh chị và xin chúc các anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và có một giấc ngủ thật ngon, và đặc biệt là an toàn trong mùa dịch. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị vào những sự kiện tiếp theo của Smart Trend. Xin chào các anh chị và cảm ơn các anh chị, và rất là hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một lớp học nào đó của Smart Train ạ.